không đủ nguyên liệu để nấu. Đánh mẹ Thánh ơi. Ờ mà nhìn theo bản phim xin vĩnh biệt. Thôi thì mình khen chứ. Không muốn tô cố cả anh xong rồi đấy, các anh nhanh quá được, các anh thả thêm mấy cái đi. Ok. Kết thúc trận đua thứ hai với nhiều bất ngờ liên tiếp diễn ra, chúng ta đã tìm được thứ tự xếp hạng của 8 đội chơi. Dẫn đầu sau màn thể hiện vô cùng xuất sắc, giữ vững phong độ là hai thành viên của đội đỏ, Nhím và Nhạc Bản Quyền, để lại sự ấn tượng sâu sắc tại màn giải mật mã, nhanh chóng vươn lên vị trí thứ hai sau khi quyện hơn vào nhau là hai thành viên đội xanh dương Missy Moy cùng JK. Không ngoài dự đoán, đội toàn năng màu da cam Lê Khôi và QNT cũng cải thiện thứ hạng của mình khi cán đích tại vị trí thứ ba cho dù đối mặt với đối thủ nặng ký ban tổ chức. Tiếp ngay sau đó, về tại vị trí thứ tư là đội vàng QL7 cùng DJ Chip. Vị trí thứ năm là đội xanh lá Aben và Bông Mai. Thứ sáu, đội tím Rambo cùng thầy Onip. Vị trí thứ bảy là màn tụt hạng đáng tiếc của Huy Huế cùng chú voi con Đép Nguyễn từ đội trắng. Giữ vững phong độ top 8 là đội hồng Bé Phát và Phan Ki Em. Hãy cùng theo dõi bảng xếp hạng tổng điểm sau 2 tuần chơi của 8 đội và bắt đầu hành trình vô chi chặng thứ 3. Vâng, xin chào mừng 8 đội chơi đến với chặng đua thứ 3 của hành trình vô chi ạ. Vậy là chúng ta đã bước sang nửa sau, tiến gần hơn đến chặng chung kết của chương trình. Các đội cũng đã có những màn bứt phá thay đổi vị trí đáng kể và hy vọng là mỗi thành viên của các đội sẽ luôn giữ vững tinh thần để giành được những thứ hạng cao hơn. Như thường lệ thì tôi xin phổ biến luật chơi của chương trình. Các anh có thuộc luật chơi không ạ? Có anh nào có thể không thuộc các bạn của chương trình không ạ? Quên hết rồi. Không thuộc. Chúng ta đã trải qua rất nhiều tuần mà các anh vẫn chưa quen thuộc ạ. Vậy tôi xin được công bố lại là mỗi đội chơi sẽ có một cameraman sẽ hỗ trợ các bạn liên lạc với chương trình khi cần thiết. Bên cạnh đó thì người chơi sẽ không được sử dụng bộ đàm, điện thoại hay các thiết bị liên lạc khác để nói chuyện với nhau, trừ trường hợp phần chơi chỉ định cho phép. Nếu đội nào vi phạm sẽ phạt 2 phút ạ. Mỗi đội chơi sẽ được chương trình cung cấp các vật phẩm cần thiết để sử dụng trong quá trình. Khi mà các vật phẩm này được sử dụng hết thì các đội chơi sẽ thông báo lại cho chúng tôi để nhận được những trợ giúp tiếp theo. Và có một lưu ý là khi chúng tôi nhắc đến từ khóa dấu hiệu của chương trình thì chính là lá cờ mà các bạn đang nhìn thấy ở đây. Từ khóa này sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong mỗi nhiệm vụ ạ. Kìa. Chết rồi, xin lỗi rồi. Rồi chưa okay. Bắt đầu mà mặc lôi em dừng đánh phát chết luôn. Em bị click, em bị click. Phải kìa. Click kìa. Bắt đầu mà chúng ta đã khó khăn thế này ạ. Cố tình. Sao nhau đừng tham gia. Lục đội bộ ơi. Lúc nãy các anh vẫn chưa nhìn thấy điểm của các đội thì tôi xin được phép công bố lại số điểm tổng của các đội tính đến thời điểm hiện tại ạ. Dẫn đầu là đội đỏ với thành viên Nhím và Nhạc đang có 20 điểm. Sau đó là đội xanh da trời của anh Missy Moy và JK đạt được 17 điểm. Thứ ba là đội da cam QNT và Lê Khôi với 15 điểm. Tiếp theo là đội trắng Đép cùng Huy Huế với 13 điểm. Sau đó là đội xanh lá Bông Mai và Aben với 12 điểm. Tiếp theo là đội vàng với 11 điểm là DJ Chip và QL7. Đứng ở vị trí số 7 là đội tím, thầy Onip và Rambo với 10 điểm. Và hiện tại đang đóng giữ vị trí top 8 là đội hồng là Phân Ki Em và Bé Phát với 6 điểm ạ. Các đội đã nắm rõ số điểm cũng như là luật chơi chưa ạ? Rồi ạ. Các anh phấn khởi lên nào, các anh phấn khởi lên để chúng ta có thể bắt đầu lộ trình đầu tiên ạ. Yes! Yes! Tôi đánh giá cao tinh thần của đội xanh lá cây ạ. Xin cộng cho các anh một like. Like gì? Rồi. Like gì á chị ơi? Cộng đội tím ra chưa ạ? Chị rất lờ vào đấy. Vâng, sau đây thì các anh sẵn sàng. Vậy thì các anh lưu ý cho tôi là ngày hôm nay các anh hãy phải xem thật kỹ những video hướng dẫn nhiệm vụ. Vì các nhiệm vụ ngày hôm nay khá là nhiều quy tắc phức tạp ạ. Tôi thấy mọi khi các anh bỏ qua hơi nhanh. Nên hôm nay hãy xem kỹ. Nếu không xem kỹ thì sẽ rất là khó khăn để thực hiện nhiệm vụ đấy ạ. Okay, ngay bây giờ xin mời các anh tiến đến lá cờ đằng sau để xem
Nhanh! Nhanh bóng máy anh! Lộ trình đầu tiên, đi học thật là vui. Các đội xuất phát tại cảng 611 đi tìm và phá khóa xe cho đội của mình, sau đó di chuyển đến trường học 843, điểm đối diện 648. Tại đây, mỗi đội sẽ có nhiệm vụ thu thập đủ cho đội của mình tổng 5 dụng cụ học tập cất giấu trong các ba lô được đặt xung quanh khuôn viên trường học. Các thành viên phải khéo léo sử dụng các nút bấm V, A, S, D sao cho đạt được 1.000 điểm, ba lô sẽ được mở. Các đội lưu ý, tắt cáp lốc trước khi mở ba lô, chỉ tìm đúng số lượng dụng cụ học tập chương trình yêu cầu. Mỗi ba lô chỉ được mở thành công một lần, bạn sẽ không lục được gì nếu bấm sai quá 5 lần hoặc khi đã có người lấy đồ bên trong. Hai người chơi có thể cùng lúc mở một ba lô, tuy nhiên người đạt được 1.000 điểm trước sẽ là người lấy được đồ. Sau khi thu thập đủ số lượng yêu cầu, các đội đến dấu hiệu của chương trình, giao lại vật phẩm cho người hướng dẫn và nhận nhiệm vụ tiếp theo. Chúc đội chơi may mắn. Đi bảy ơi, đi ơi, đi mu vờ đi. Ờ, mọi người xem như kiểu bỏ qua nhỉ? Không sao, tí mọi người kiểu đéo quên. Đi bông ai. Đến rồi, em ra lốc bích này. Lại phát kinh lắm. Đây em ơi. Lên. 843 em ơi. Để sẽ bắt mic anh. Đi đối diện. Anh mô tả cho em luôn nhiệm vụ là anh sẽ nhớ luôn. Từ từ để anh tìm đã. 843 đối diện 648. Đây. Đây rồi em ơi. Thật dây vào tay ơi. Chấm cho anh 843 nào. 843. Ok anh ơi. Đi. Ông đọc kỹ chưa? Rồi đọc kỹ. Có thể mở ba lô tranh với người khác nhá. Ai được 1.000 điểm trước thì vẫn ăn. Đúng luôn. Mở ba lô chỉ được mở một lần thôi. Đúng rồi, mỗi người 5 cái. Anh bảo này, bây giờ nhiệm vụ là mình sẽ tìm 5 đồ dùng học tập. Ở trong đấy sẽ có những cái túi người ta vứt. Xong rồi mình sẽ bấm G vào để mình mở. Sau đó thì mình sẽ bấm WASD. Tức là nó sẽ chạy giống kiểu nhảy ao, em hiểu không? Rồi, nó sẽ chạy qua đấy, mình bấm vào đấy là được. Nhớ tắt cắp lốc trước khi thực hiện. Mình tìm được đủ 5 cái. Nhưng mà cái thanh đấy nhá, khi nào mình bấm được 1.000 điểm thì nó mới cho mở túi. Có những xem ở gần chỗ đấy có cái xăng không? Thôi mình cứ làm nhiệm vụ đầu đủ thời gian ra đấy mà. Cây xăng thì tí nữa ra cây xăng 601 được, đi ra cái đấy đi, không sao đâu. Rồi anh nói lại tiếp. Bấm WASD cho đến khi đạt 1.000 điểm thì sẽ mở được túi. Ơi! Ơi! Rồi tiếp đi. Đấy thế thôi, xong rồi lấy đủ dụng cụ là về thôi. Đây. Bạn tìm luôn đúng không chị ơi? Mỗi đội đủ 5 cái là được ạ. Mỗi đội 5 cái dụng cụ học tập ạ. Ba lô nó sẽ như thế này ạ, giống ở dưới chân cờ ấy ạ. Nhưng mà không phải cái này anh nhá. Ok ạ. Đi thẳng lên kia. Bên đấy mọi người. Đi thẳng lên kia. Đây này, trong khuôn viên trường này, rẽ phải vào. Anh nhìn thấy cái trường đấy không? Đấy. Ok. Không vào đây. Đậu được. Đậu đây này. Ôi, đi vào luôn, tìm luôn. Gì đây? Hết cái túi này đây. Thằng nhân nhạc ơi, bấm hụt là mất đi à. Gì? Ok á. Úi da, mình phải chúng có chắc nhau rồi em ơi. Được một rồi. Đây anh ơi. Về. Úi da, địch mẹ chúng có chắc nhau rồi em ơi. Được một rồi. Đó với chị. Em ba lần. Mở luôn cái bên cạnh này anh Huy ơi.
Đâu đâu đâu? Có người mở ngay rồi. Ngay cạnh cái đấy. Không cần hai người mở cùng một cái được. Không được, không được, không được. Nó kêu bảo mới lấy rồi. Em vẩy trước anh độ luôn. Chết có mẹ xịt cụ một cái rồi. Fuck. Ủa cái này không mở được nữa là mở người mở rồi hả? À đây đây. Anh mở đúng góc chưa? Đây rồi, đây rồi. Để coi lấy chưa ta? Đây rồi, mỗi người 5 cái rồi ta. Bên nào đây? Mở hết rồi. Đấy, tìm mấy cái túi đấy. Đâu, làm như nào? Anh mở cho, anh mở cho. Ui, em cũng mở rồi anh ơi. Trời ơi, xong tách ra. Cả hai cùng mở luôn được mà. Chỉ là một người duy nhất 1.000 điểm mới được thôi. Thế để em lấy trước. Được chưa? Được thì anh bỏ là anh vẫn đang làm ấy. Chưa. Ý quá, hai anh em mất thời gian ở đây. Anh được bao nhiêu à? 700. Em sắp xong rồi này. Em đủ rồi. Ôi đi, còn... Em sao đủ ấy Khôi ơi? Anh đủ. Anh đủ, anh có rồi. Anh được một em nhóm, đủ rồi. Mẹ. Em ba lô được bỏ một người khác ạ. Phải rồi. Đây đây. Hai cái luôn này. Anh bên phải đi, bên trái. Đây, được, họ đứng mở. Đây rồi. Mỗi người 5 cái. Ủa, anh mở cái bên nào đây? Mở hết rồi, hai cái mở hết rồi. Ơ kìa. Ui, fuck. Ơ, đây cả cái nữa mà. Tài ơi. Tài đâu rồi?
Anh ơi, hai người 5 cái là được nha. Ô thế à? Chứ không phải là mỗi người 5 cái đâu. Ok. Đây để em tìm thì em nhắc thôi. Mấy cái Quang? Anh được một cái thôi. Ba ơi. Đi. Đưa cho anh. Từ ra đến đưa. Em xong rồi nhá. Đây anh đưa 3 cái này. Em đưa 2 cái. 3 cái đủ rồi đúng không? Đã ra đủ rồi ạ. Đó sao? Để đến điểm 3004 nhá. 3004. Cách nghe. Mình sẽ đến bờ biển 3004. Chỗ có một đá đưa ta trên bản đồ. Mình mở bản đồ lên ạ. Ok. Anh kéo lên tận 3004 ạ. 3004. 3004 nằm ở đâu? Ở phía bên trên bên trái ạ. Rồi thấy, ngay cái chỗ anh... hình cung cu đúng không? Đúng rồi, có một cái bọc đá nhô ra đấy, anh đi đến đây nhá. Rồi. Đi, đâm xe họ luôn. Quay mình đi đầu với bóng mày ơi. Let's go. Hôm nay là ngày của mình đó bóng mày ơi. Ơ kìa. Chúng mày ơi, chúng mày thấy thằng Tài đội tao đâu không? Chúng mày ơi, thấy thằng Tài đâu không? Không anh ơi. Đi. Đây mọi người nộp cho em ạ. Đây. Đưa cho em. Nhím được chưa đây. Chị ơi, hai người 5 cái thôi đúng không chị? Đây em nhận được 3 rồi ạ. Rồi. Nhanh đưa nút 2 cái nha. Thề thằng Tài. Nhanh. Rồi em nhận đủ rồi ạ. Đây đội mình di chuyển đến bờ biển 3004 ạ. Tài ơi, đi pẹ đi xa thế làm gì? Đâu đưa hết về đây cho anh, Anh ơi, em có 3 gái này. Mày đi xa thế làm gì? Tìm loanh quanh đây thôi anh em, mình đi cho nó dễ không? Trời ơi, tao xong bao nhiêu lâu rồi. Nhưng mà mọi người lấy hết rồi anh ạ. Có nhiều lắm, không nhất thiết phải đi xa thế. Chị ơi, đưa cho ai hả chị? Đây, đồ mình. Rồi ạ. Đây, ui em nhận được 6 ạ. Ừ. Đội mình di chuyển đến bờ biển 3004 ạ. Đoạn mỏm đá đua ra trên bản đồ ạ. Em 3 cái rồi. Rồi, đưa ui em. Ui, ôi cái nào. Kìa. Đá đua ra trên bản đồ ạ. Đây. Ui đâu rồi? Đưa cho chị này à? Đây ạ. Ôi ơi. Chứ đưa cho chị này đi. Ờ đây của em 3 cái rồi, của đồng đội em 2 cái nha. Ờ để đến tiếp theo là ở đâu á chị nhỉ? Em mới nhận 3 thôi ạ. À đây nhận được thêm 2 rồi ạ. Rồi, mình di chuyển đến điểm 3, bờ biển 3004 ạ. Thì không thấy anh đâu mà. Đây đâu? Đây. Đột đi. Đây ạ. À. Đội mã thì anh đâu em mở nhanh lắm. Đây em nhận được 7 rồi ạ. Đây đội mình di chuyển đến bờ biển 3004 ạ. Đoạn 3004. Okay, em ạ. Đây xe này sao ơi. Ồ đi mô tô nước anh ơi. Ủa. Gì nhỉ? Yes sir. Xin chào mừng đội xe lá cây là đội đầu tiên đến với lộ trình số 2. Xin mời xem. Lộ trình thứ 2, phi đội gà bay. Ở lộ trình này, đội chơi nhận nhiệm vụ nhảy dù. Mỗi thành viên sẽ có một lần nhảy và đáp vào điểm trên bảng điểm cho sẵn, sao cho tổng điểm của hai người chơi trong đội đạt tròn 30 điểm và hai thành viên lành lặn khi đáp xuống thì được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Cách thức thực hiện như sau. Hai người chơi trong cùng một đội đứng gần nhau. Một trong hai thành viên sẽ tạo tổ đội theo tên đội của mình bằng cách ấn F1. Chung tạo tổ đội, sau đó ấn lại một lần tương tự, chọn mời tên thành viên đội của mình. Tiếp theo, người chơi đến gần bảng hiển thị điểm, chọn một bảng hiển thị mình mong muốn, ấn G
để đăng ký bảng. Đây sẽ là nơi hiển thị số điểm đội bạn nhảy được sau mỗi lần. Trước khi tiến đến điểm nhảy dù, đội bạn sẽ được phát bộ đàm để tiện liên lạc, trao đổi điểm với nhau. Các đội lưu ý, hãy nhớ đeo dù trước khi nhảy, ấn chuột trái hoặc phím F một lần để bung dù. Nếu tổng điểm sau lần nhảy của cả hai thành viên không đạt đúng 30 điểm, đáp vào vạch đen giữa các ô điểm, đáp xuống biển, xuống đất hoặc vô tình ngất trong quá trình nhảy, vui lòng tới bảng điểm của đội mình, chọn khôi phục điểm, sau đó tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Số điểm được ghi nhận trên bảng điểm sẽ là quyết định cuối cùng của chương trình. Bấm sử dụng đi. Xin chào đội xanh ạ. Mời anh sử dụng dù ạ. Nhảy ở đâu vậy anh? Đây, anh nhảy về hướng này nhá. Nhưng mà hai anh đã vào đàm chưa nhỉ? Rồi. Vào rồi đúng không? Rồi, mời hai anh bắt đầu chơi. Tết đàm trước đi ạ, tết đàm trước đi ạ. Alo, alo nghe. Em vẫn chưa thấy cái điểm đáp nhỉ? Đây, kìa. Ở cái bọp kia có một cái kìa, ngay chỗ cái bảng điểm đó, kế bảng điểm luôn. Rồi. Bấm F liền luôn nha, bấm F liền luôn nha. Rồi. Vâng, mời hai anh ạ, nhảy đi ạ. Cố lên bông mai ơi, cố lên bông mai. Ê, cố lên. Anh nhảy bao nhiêu anh phải nói nhá. Anh ừ. Anh có gì em phản xạ chưa? Anh men ơi, chắc dễ nhất là 10 với 20 anh men. Ok nhá. Anh hai bảng điểm rồi nhá. Phát ăn luôn là bú này. Lúc gì để lúc ra đất đấy nhở, chứ không cần gì đâu không anh? Đúc đấp. Em 4, 9, 2, 18, 5, khó thế. Anh mời. Ok á. Để nhất là như vậy này. Chú rớt xuống số 5, còn rớt xuống 5, 4, 2. Bây giờ nhá chú. Okay. Để nhất là như vậy nè. Chú rớt xuống số 5, con rớt xuống 5 mũ 2 là đẹp. 25 điểm ơi. Ê, Du ơi, Nhạc ơi. Chị, ok không? Anh rớt xuống số 5 đi. Bây giờ chú một là nhắm vô số 5 ha, hoặc là số 5 mũ 2 á, con nhắm vô số còn lại. Ok. Gửi chị nhá. Đã em nhận được 5 rồi ạ. Đây, đội mình di chuyển đến bờ biển 3004 ạ. Đoạn mòn đá đua ra trên bản đồ ấy ạ. 3004 hả chị? Mình nhìn map trước đi ạ. Thôi ping ra đây ạ. Anh đủ cho anh đưa cho em. 3004. Đây đưa cho em ạ. Đưa cho anh cái này. Không cần luôn hả? Rồi em thấy. Xong rồi xong rồi. Đưa. Đi chìa khóa luôn, đi chìa khóa em luôn. Lái xe đi hai chỗ không chở thằng ấy là lái xe à? À Karamaman à? Không anh ơi. Ok. Đi hai chỗ rồi nha anh. Rồi 3004 đi luôn. Bình rồi, chấm rồi, đi thôi. Đưa cho anh nhỉ? Đưa cho anh cái này, không cần luôn hả? Rồi em thấy. Xong rồi xong rồi. Đưa. Đi chìa khóa luôn, đi chìa khóa em luôn. Đưa chị này đi. Rồi em nhận đủ rồi ạ. Ok, đội mình đến biển điểm 3004. Đoạn mỏm đá đua ở trên bản. Bao nhiêu? 3004. Đưa chị phá em. Bao nhiêu ạ? Mỏm đá nha anh ơi. 3004 anh. Đoạn mỏm đá đua ra trên bản đồ nha mọi người, soi kỹ đi. 3004 á. Vâng ạ. Thầy là sao thầy? Tổng 5 cái đúng không? Dạ. Vứt ra hay nhỉ? Anh đưa cho em. Rồi đấy. Em nhận đủ anh em. Bây giờ mình đến bờ biển 3004, đoạn mỏm đá đua trên bản đồ, tìm dấu hiệu của chương trình và hướng dẫn để nhận nhiệm vụ. 3004 ạ. 3004. Ui, trên trời có cái đĩa bay kìa. Kìa. Thẳng trước em mặt. Thấy anh ơi. À, không thấy anh ạ.
Tôi đỏ đến bờ biển rồi. Không, nghe cờ được mà. Ra rồi. Tới cờ hay sao? Hay phải đợi người tới à? Ấy, tôi bảo dọc cái cờ mà, đi đi. Lên tiếp lên lại. Lên tới kia. Ừ, trời ơi. Thì có xe đến được kìa. Đấy, đi xe hai chỗ kìa, anh độ đi nhanh vãi lìn. Ê, huyết xe độ xuống sông ơi. Cạnh tranh đi, cạnh tranh đi. Đấy, cái xe kia đi tù đỡ bao nhiêu thời gian rồi. À, xe của anh Ben này. Đi đi ra cái xe kia luôn. Vâng, xin chào đội xanh dương và đội đỏ, xin mời xem kỹ nhiệm vụ ạ. Nhiệm vụ rất phức tạp, đề nghị các anh xem thật kỹ ạ. Cái này đổi lắm rồi. Cái này với lại cái ô giữa được. Chọn ô nào to to ấy, bây giờ tìm xem, nhìn xem ô nào to to nhất ấy, hiểu không? Hợp lý không? Em bị bung anh ơi. Đây ô này to nhất rồi này. Một là cái này. Đây 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 Nhím ơi. Ừ. Cái 5 mũ 2. Đây 5 với cả 5 này, ừ hợp lý chứ. Ok ok. Ừ. Hợp lý. Không nói chung là thế tùy. Nhảy nào? Ai bây giờ không, bây giờ cứ ai nhảy trước thì báo cho người kia thôi. Báo qua bộ đàm ấy. À. Hiểu không? Đi. Hay là nhảy chung. Thế ông muốn nhảy cái nào? Tôi nhảy cái 5 cho. Cái 5.2 có vẻ dễ hơn này. Ok, okay nhảy 5 nhá, đi. Thế bây giờ đi nào. Ok. Đây đây đứng đăng ký xong rồi bay luôn đấy. Bấm đăng ký thôi mà. Ủa. Đi đi cứ đi đi cứ đi 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 đi. Em nhìn cho tôi like đi. Ủa. À. Bên kia. Chấu thật đấy. Ủa lại ô như ngày xưa rồi đúng không? Lấy xe rồi. 1, 2, 3, 4, 5, mình ở xe thứ 6. Đăng ký bảng chưa ạ? Nếu không tròn 30 là phải đăng ký lại và... Khuất thế! Điểm nhá. Người mình có xe một đen. Kia có xe đen kìa. Mới ra lấy đàm giúp em ạ. Xe nào? Vâng, xin chào đội tím ơi! Ở đây cơ mà, đội tím ơi! Lấy đàm, bà cháy! Ô kìa, phải ra đây xem đã chứ. Không được dùng thế thì không được... Đấy, nó chỉ phải dễ đánh thôi. Xuống bảng cuối đi. Rồi. Ok. Đeo dù vào nhà cơ. Ở ngay cái chỗ kia ở đâu vậy? Cái bảng to to ở ngay cái mũi kia. Cái mũi nhọn kia. Cậu nhảy ở đâu nhỉ? Ôi, tí nhảy mũi nhọn cơ. Đấy, cái bảng điểm nó sẽ nằm ngay ở cái mũi nhọn kia mọi người. Ok ok. Dù vào lúc nào. Nhảy đây. Thế phải bung dù. Nút em, nút em. Ô. Lầu đâu anh tính hộ em ơi. Anh em chiến thuật đồ hợp lý đấy. Anh em bây giờ anh em mình nhờ. Trời ơi. Mày nhảy đứng lên trước. Ơi, từ 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 đây, tao đang xem đợi tí. Ô 16 cộng với cả 14 à? Mẹ 14 đâu nhỉ? Mày đâu ấy? Trên đầu ngay. Đéo có là 14 đây nhỉ? Anh tính nhanh để em xuống. Đây đây đây, chỗ này. Có một cố là 5 mũ 2 với có một cố là 5. Hiểu không? Đâu đâu, cái chỗ đấy đâu, chỗ nào đấy? Cái mỏm thò ra kia đấy à? Alo anh Huy ơi. Xa xa kia đấy. Gần không, gần chỗ mình ngay. Dưới chân đó. Anh Huy vào đàm chưa? Anh Huy vào đàm chưa? Anh dưới chân này, dưới chân này. Dưới chân đó dài dài thò ra đấy anh. Đâu xa mà. Ta nào? Từng ở mỏm xa tầng kia. Rồi cái phần nhỏ nhỏ dài dài. Đi coi đi. À đây à. Đi đi em ơi. Có bung sớm quá ta. Ok nha anh Khôi ơi, cố nhá. Trên 30 điểm quá là không được à anh Khôi? Anh bị rơi dù, mất dù ấy. Mất được. Mất rồi. Con lầm má. 50 chữ má đấy ơi. Em ơi! 30 chữ 3 em ơi!
từ. Tao 18 điện. Phá đây, phá đây, phá đây. Em phá đúng đây mà, sao không được? No, no, mày được bao nhiêu điểm? Không điểm, sao mà không điểm nhỉ? Mày nhảy mày ngã ngoài rồi, anh thấy mày ngã ngoài rồi. Anh thấy mày ngã xuống dưới đất trước. Không được, không cắt dù à? Đám đất ấy. Khôi phục điểm rồi để lại cho anh. Mình vẫn cố gắng nhảy 25 như đầu đúng không? Vẫn như đầu luôn, vẫn như đầu luôn. Ừ, vẫn như đầu luôn, vẫn như đầu luôn, hợp lý rồi. Đi. Ok anh ơi, em mặc dù á. Đi bè tay ơi, quên mặc dù rồi. Phương ơi, kéo tôi với Phương ơi. Tôi chết rồi Phương ơi. Ơi, cứ đồng loạt anh Phương ơi. Mà e nó vội quá quên mặc dù ạ. Không hiểu luôn. Có vãi lìn ạ. Từ 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 Tài ơi, anh mặc dù đã Tài ơi. Ôi anh ơi. Mẹ nó chưa kiểm anh ơi. Em đang định bảo anh thì anh nhảy luôn ạ, thì anh háo hức quá. Đi. Đi ơi. Tài ơi, hợp lý nhất là một thằng xuống xong rồi là để xem, tại vì tất cả các ô nó đều liên kết lại với nhau cả Tài ạ. Tức là kiểu đéo gì anh nhảy xuống một ô thì nó cũng ra được hại. Ơ, hình như anh nhau đàm rồi. Xin vĩnh biệt cụ. Tài ơi. Tài sao rồi? Anh chết mẹ rồi Tài ơi. Phương ơi cứu tôi. Anh Phương ơi cứu đồng hồ em ơi, anh Phương ơi. Anh quay ra đăng ký rồi. Một lần thôi con chết nhá. Em đang tự có dù ạ, tự có dù ạ. Mẹ, cái sao cái... Để bây giờ em ấn vào nhảy dù là tự động có dù ạ, anh nhớ mặc vào đây okay. Nhá. Ủa sao cái bóng kịch tròn. Trời ơi sao kêu control control là thả dù mà cắt dù ấy phải không? Đâu? Từ từ mày, một người mạnh sáng, một người mạnh này. It was at this moment that he knew he fucked up. Ủa you again. Này, bên phải đi. Được rồi. Nhảy bao nhiêu? Anh nhảy 25 mà, anh nhảy 5m2 mà. Anh nhảy 5. Lại. Ủa? À, phải vừa đủ 30 điểm á. Trời ơi, nói nãy giờ không hiểu anh. Điểm này. Anh xin lỗi. Điểm anh xin lỗi. Thế anh phải nhảy lại lần nữa đi. 28. À, anh được 16, anh được 16 điểm. Anh được 16 điểm nhá, là tìm ô 14 điểm. Ủa hơi khó quá ơi, chỗ anh này hơi khó này. Tụi anh nhà Quang ơi hơi khó. Đây chỗ anh này, cố lên. Cố lên Quang ơi. Hay Quang ơi. Được bao nhiêu? 20 điểm. Ui thì phải vào ô 20 đi. À. Cái ờ thôi không sao, không được. Làm lại. Bao nhiêu điểm mới được? 30. Ô sát góc luôn á, sát góc, sát cái mép của cái điểm rớt luôn á. Nè, để em đứng nè, thấy không? Để em đứng nè, cái cặp chưa được. Ui, địt con mẹ, cày thế nhở. Mẹ lại đập cái thành ạ. Với cả Lâm này, bây giờ 9218 đấy, cộng thêm 12 đâu đi. Rồi, ok, ok. Được chưa? Ok. Xong. Đi. Xong rồi. 30 điểm rồi anh ơi. 30 điểm à? Mời anh sang gặp ban tổ chức để tiếp tục.
Má sao để hủy cái thế này vậy? Úi xôi ôi, đã xong rồi ạ. Tôi không muốn công bố địa điểm tiếp theo cho đội đỏ đâu nhá. Chúc mừng. Vâng, bây giờ đội đỏ đi rồi sao ấy? Bây giờ xin mời đội đỏ đến nhận nhiệm vụ tiếp theo tại bãi mò cua 1006. Rồi ok, đi nhanh nhanh. Chị nhá. Đi. Các đội ơi, thu đàm, thu lại đàm, giả đàm. Ok ok. Đây, đội mình đưa cho em ạ. Ý quên, tí thì lỗ mất hai cái đàm. Chị rất lờ bao đấy. Em mới coi. Ừ, tôi đây rồi. Đây chị ơi. Vâng, xin chào đội đỏ. Tôi đợi các anh hơi lâu. Xin mời các anh xem nhiệm vụ nhá. Lộ trình số 3, đập cua, mò đá. Ở lộ trình này, người chơi cần làm nhiệm vụ mò cua và khai thác đá để thu thập đủ 6 mảnh bản đồ từ 1 đến 6 cùng phôi bản đồ. Sau đó, ghép thành tấm bản đồ hoàn chỉnh, hiển thị đích đến của nhiệm vụ tiếp theo. Tại điểm mò cua, bạn có thể thu được phôi bản đồ, mảnh bản đồ số 4, mảnh bản đồ số 5 và mảnh bản đồ số 6. Cách mò cua như sau. Người chơi lấy giọ của chương trình cung cấp trong cốp xe, sau đó tiến đến dòng suối thực hiện thao tác. Bước 1. Lùa cua. Người chơi sử dụng giọ, đợi cua bơi đến gần, sau đó ấn chuột trái để lùa cua. Bước 2. Khéo léo nhấn nhả chuột trái đến khi cua chui vào giọ. Người chơi lưu ý không ấn quá vành trong vòng tròn để tránh cua bơi đi mất. Không đứng ở vùng nước quá sâu, mò cua kẻo bị ngất. Tại điểm khai thác đá, bạn có thể thu được phôi bản đồ, mảnh bản đồ số 1, mảnh bản đồ số 2, mảnh bản đồ số 3. Cách khai thác đá như sau. Người chơi lấy quốc chim của chương trình cung cấp trong cốp xe, sau đó tiến đến người giao nhiệm vụ, nhận, tôi muốn làm việc. Lúc này, trên bản đồ sẽ hiện các điểm người chơi khai thác đá. Khai thác được số đá mong muốn, đội chơi tiếp tục di chuyển đến điểm rửa đá để thu về sản phẩm hoàn thiện. Người chơi lưu ý, không đập vào điểm màu đỏ, không đập vào mọi người xung quanh. Sau khi thu thập đủ số mảnh bản đồ và phôi cần thiết, các đội chơi hãy lần lượt ghép từng mảnh bản đồ vào phôi theo thứ tự đúng. Kéo phôi đã được ghép đủ 6 mảnh vào ô sử dụng để biết bạn đã sắp xếp đúng hoặc sai bao nhiêu mảnh bản đồ. Lặp lại cho đến khi bạn tìm được thứ tự chính xác, bản đồ ẩn giấu được hiện lên. Chúc các đội chơi may mắn. Ok ok. Nhưng mà các anh làm nhiệm vụ cứ từ từ nhá. Tôi thấy các anh hơi nhanh đấy. Đi đi Nhạc ơi. Ủa trời tới à? Mày thấy đổ đi rồi mà. Cua dưới này rồi. À, quá sớm mà. Ê tôi không hiểu ấy. Thế... cứ từ từ nhấn thôi, phải thấy ấy, nhưng mà phải đợi ấy. phải đợi phải thả đợi đến khi nào mà nó ăn đã mọi người mới có thể nhấc đây lên. lắc này lắc lắc này xong mình bấm chuột trái đúng không? Không hiện đã cắn mồi nữa. Hiện nó hiện con cá lên là nhấn rồi, nhấn rồi đấy, xong rồi đợi tiếp. Không phần trăm cái gì này không. Ừ. anh nhấp liên tục đừng để cho nó bị đứt là được. À nhấp được một mảnh này, được một mảnh rồi này. Ui, sao nhớ được 100 hay vậy? Nó màu đỏ là nó đứt đúng không? Đỏ là đứt đây. Đừng được một mảnh rồi đó. Ok, đẹp. Ủa sao mà nhấn chậm thế nhở? 50 rồi. Từ để tôi xem mảnh gì đã. Mảnh số 4. Bây giờ mình phải lấy được 6 mảnh đó, xong rồi phải giải là theo thứ tự đó cơ. Ừ, nó ngồi giải chung. Tôi lấy mảnh số 4, Ok nhá, ok. À, mình phải tìm vào cái phôi nữa đúng không? Nhưng cái phôi lấy ở đâu? Không, chắc phải xong đó, từ từ, cứ làm xong đi. Má được con cua này, đi ăn đi. 25, em 25. Okay. 25. Em ok. 25. Không điểm. Mẹ. Đâu rồi, đây. Ai? Ai da? Gì đấy? Trả đây. Ai da? Lỗi em anh Huy ơi, trả đây. Em đủ rồi ạ. Đây ạ. Đây, chúc mừng đội xanh lá. Mọi người di chuyển để à trước tiên mọi người đưa lại cho em đàm với ạ. Thu lại đàm à? Anh nhảy trước luôn đi.
Rồi, nhận được hai ạ. Mình di chuyển đến điểm mò cua 1006 ạ. Để nhận được tiếp theo ạ. Lên em! Anh Huy, khôi phục điểm cho anh xem không bảng khôi phục chưa? Alo, ban tổ chức ơi. Mà anh 18 điểm mày ơi, anh 18 điểm cơ. Ờ, được. Bu 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 bu. Đéo tính toán gì nhở, nhảy mẹ vừa. Trước tiên là một đội mình nộp lại cho mình bộ đàm đấy. À, rồi ạ, đây mình di chuyển đến điểm bỏ cua 1006 các bạn ạ. 1006 ở cái hồ, ok ạ. Nhìn coi nhảy bừa lại chúng ạ, đéo hiểu. Em cua luôn ạ, thề. Ủa, chưa ai tới à. Ta gia dụng đâu khó lắm đâu nhỉ. Nhìn nhảy đỉnh đấy. Chả sao nhưng mà cái này thì ok. Chưa nhảy gái đúng không? Không phải nhưng mà ngày xưa tôi nhảy dù nhiều mà. Đây rồi, mảnh gì đây? Số mấy? Má mảnh 4 à. Cái đi. Thế từ anh em mình đổi chỗ đi. Ở dưới này xui á. Ừ. Thì mình thử chỗ khác luôn. Cái địch 25 anh ơi! Em 25 rồi! Em 25 rồi! Rồi, xong tay ơi. Anh ơi. Xong chị ơi. Đây, chúc mừng đội Xanh Dương ạ. Và đội mình di chuyển đến điểm mỏ cua 1006 để nhận nhiệm vụ tiếp theo ạ. Ờ, anh thua đạo của đội Xanh Dương nhá. 1006 tay ơi. Chấm cho anh cả. Ok, ok. Bye. Ôi, mẹ tụi ai. Ủa? Sao anh Tú đâu rồi? Bên trái phát ơi! Mẹ mày đi xe qua mày chết ạ! Đây rồi, đây rồi! Nhạc ơi, nhạc của mày 5 rồi! Nhạc của mày 5 rồi! Nhạc của mày 5 rồi! Okay, okay. Đi! Ôi, chưa ai tới á! Mình đi bộ đi Nhím ơi. Chị gái ơi, em đủ mua bản đồ với ba mảnh rồi. Vâng, xin mời các anh sang bãi đá 962 ạ, để tiếp tục nhận nhiệm vụ ạ. Nhưng mà cho em hỏi là ghép như nào ạ? Hay là mình phải tự ghép ạ? Mình phải tự ghép, trong đó có ghi mà. Thế là Nhạc ơi, nào ghép nhá. Ô tô, tôi lại xe cho. Đi, lấy rõ đây em ơi. Lấy rõ ở trong xe nhá. Anh em mò cua cho lấy. Thì mò mà. Lấy càng nhiều càng tốt. Đi. 456 nha. Em ơi, mình làm chung đi, cho nhanh. Đi. Rồi. Đi mình mò chung đi, tụi anh đứng chung đi. Tận ngã chết đấy. Mò em với anh Tú ơi. Em còn chậm mò à? Đây giống câu cá anh ạ. Anh chơi mùa 2 không? Câu cá mùa 2. Có. Đều nhớ rồi. Cứ kéo được người sau đó quá cái vòng là được. Chưa, cao su ạ. Lù như thế nào? À, đợi chứ cái dây câu nó giật rồi mình bấm lù bấm mai ơi. Ok. Để mày nhặt được con tép không mày ơi. Một con cua. Quá. Men ơi đừng đấm men. 456 bắt đầu 456 nha. Cái này hơn xui em ơi, cái này hơn xui. Đừng đấm em anh Ben, em xin anh. Rồi. Em xin lỗi. Đấy, anh nhảy đúng 25 là được. Anh Khôi ạ. Dạ. Vâng, anh nhảy đúng 25 là được. Được rồi Quang ơi. Đi.
Thì phải hay quá Quang ơi. Đội em xong rồi nhá. Hello anh trai. Ủa cái này là 3 mảnh từ đập đá, 3 mảnh từ mỏ cua hả anh trai? Vâng đúng rồi, 3 mảnh từ mỏ cua sẽ ra mảnh 456 và đập đá sẽ ra mảnh 123. Đây anh lấy rọ ở trong xe này ạ. Tại em mỏ cua em đập đá. Ờ mình phải làm cùng nhau đấy ạ, thì tỷ lệ ra nó nhanh hơn đấy. Anh ơi làm gì còn cái giỏ cua nào đâu? Đội nào lấy hết, hết lấy hết giỏ rồi. Và thế thế đợi em thì. Anh Phương át hộ em mấy cái giỏ vào đây được. Anh đổ bằng cái thùng nào. Ờ đang chủ xuống phía dưới các bạn ơi. À ha. Cầm bao nhiêu cái giỏ thì hợp lý nhỉ? À cái đủ rồi. 1 2 cái được rồi. Đây mò bên này. Cứ mò nhá, khi nào ra được mảnh bản đồ số 4, số 5, số 6 là anh em mình đủ, xong anh em chuyển chỗ khác nghe chưa? Ok. Đừng ra sâu quá. Ôi, anh em vui đấy, anh em. Top 4 ta mới mò đi ạ. Anh em vui đấy. Vui như anh. Em đập phô với tối ơi. Em đập phô với mảnh 5 này. Ngon. Bú. Còn mảnh 6 mảnh 4 này tối. Anh được mảnh mấy anh check nhá. Cái này phải khi nào mới bấm anh. Khi nào đéo biết. Tao chưa hiểu cơ chế nó lắm. Anh đi lấy đá mà anh thôi. Không, người ta bắt làm chung rồi bạn. Ai cho đi đâu anh. À. Cơ chế nó chưa tài ơi. Em hiểu anh ơi. Ok. Ra được mảnh nào thì báo cho anh em biết, anh em chỉ đủ này. Mảnh mảnh mấy đấy phát? Mảnh 5. Ôi ôi anh cũng phát 5 bạn đi mẹ em đời. Trời ơi. Nhận cha xe. Nhận đổi nhá. Đổi 5 nhá. Nguyên này. Toàn 0% này bao giờ mới lùa được. Anh phải giữ suột thái. Giữ đi anh ơi. Giữ toàn ghi quá sớm thôi. Không nó hiện ra cái vòng anh ơi, đợi tí. Đổi cao su lấy mảnh bản đồ nhá. Rồi, cua đó này, cua hoàng đế lấy mảnh bản đồ này. Lấy mảnh đồ này. Ơ, team đỏ đéo, đây là hình như chúng nó làm xong rồi sao nhỉ? Anh đợi đi. Em đến làm gì có gặp team đỏ đâu. Thế à? Gặp có team anh Ben à? Ui, tên nó nhảy dù nhanh lắm, nhảy phát được luôn mà. Team đỏ đến cuối rồi sao? Nhảy phát ăn luôn anh ạ. Kinh vậy đài. Ồ, tao nghĩ là chiến thuật của nó là thằng nhím sẽ nhảy trước được bao nhiêu điểm, xong rồi đến thằng nhạc nó nhảy nó cộng vào phát là xong. Ừ, hợp lý nhất là như thế. Mình còn chung. Con chuẩn vậy á, con chuẩn nha. Số 25 này, thay đâu? Số 5 chuẩn. Ờ, vẫn chỗ 25. Chuẩn không? Đu. Đi Nhạc ơi. Đội chơi nhanh quá. Sao rồi, sao vâng, rồi? Xin mời các anh nhận nhiệm vụ ạ. Anh ơi phải lấy mấy cuốc nhỉ anh nhở? Ừ, tùy anh, bình thường thì 3 là đủ, mỗi người 3 cái. À em lấy 5 cái giỏ rồi có phải trả lại không? Em có 2, em có 3 con cua, 1 con tôm cho mọi người ăn nè. Để đây cho mọi người tới sau mọi người ăn vậy. Ngon lắm. Làm việc ở đâu nhỉ? Ở đây đúng không? Nhím ơi, phải tìm theo thứ tự, nhím ơi, dưới đây. Anh ơi, ở trên bản đồ có hiện chỗ đập đá. Đấy, bây giờ mình nhận. Bản đồ của anh ấy, nó sẽ hiện điểm vàng là chỗ đập đá đấy. Mình nhận nhiệm vụ ở đây là nhím. Rồi, tôi nhận rồi mà. Ủa, mọi người chưa bay xong rồi. Chết rồi, sao thì móc mini map rồi nhỉ? Ủa, đập được mỗi cục Nhạc ạ. Phải tìm á Nhím ơi. Tìm bật bản đồ lên nhìn ấy. Bật bản đồ lên nhìn ấy. Có cái đẹp điểm nào màu vàng ấy. Ờ, đeo số 14 ạ. Từ từ, câu giờ xíu chú ơi, kiếm số 16 đã. Đây, bên này, xé góc trái. Đứng rồi đây, cứ đứng đây. Đây, em đứng rồi nè. Anh nhảy được 14 điểm thì đồng đội anh phải nhảy nốt 16 điểm còn lại. Ờ, đúng, 16 điểm. Đó là chỗ nào? Chỗ gần hai cái thuyền á?
16 điểm. Đây ngay giữa chú ơi, ngay giữa. Lần thứ 10. Đùa. Anh em nhìn nhá. Đùa. Ủa. Làm đúng lần thôi. Đùa má. Đi thôi. Đúng rồi, đi thôi. Trời ơi. Trời ơi. Cứ làm. Cả làm. Hai lăm. Rồi đấy. Lần thứ 11. Dạ, con cầu trời con khấn Phật. Không phải lần thứ 12. Rồi. Đi anh ơi. Đi. Em là em này, không phải trẻ con đâu. Không cả. Ô, được mảnh nữa này. Đấy, đi cho đi. Bụt. Ồ, đéo cho à. Cho mảnh 5 đi. Cho xin mảnh 5 đi, Mẹ á nó. Em như bòi. Mẹ con người bội bạc. Vai cả lên. Có khi bọn nó chiến thuật, nói mồm nó chưa chắc đã được anh ạ. Đúng. Mẹ thằng Tài nãy giờ chưa mò được mảnh nào à? Em toàn cua với tép thôi anh ơi. Cà bìu. Toàn cua thôi anh ạ. Ê, em bốn con cua rồi. Đổi lên góc kia bên góc bọn nó đỏ đấy. Em đổi góc á. Đang đúng góc bọn nó. Tìm anh được mảnh nào chưa? Tao được một mảnh số 4. Mẹ mò sâu quá, cẩn thận chết đấy nha Tài nhá. Tí tao lại phải mò mày đấy. Cậu ơi, mình đủ mảnh rồi, mình đủ phô rồi, mình đi được không cậu? À, bạn đi, qua điểm 962 đập đá bạn nhá. Ok, ta làm đá đi. Đập chứ, thằng mày đập ác luôn. Mắn, sao, đâu rồi, đi bóng ai. Đây, tới bóng ai, đâu rồi em ơi. Ôi, anh đổ PC, em phan anh. Ô, em Khoa à? Vâng. Tôi thấy mỏ ở đây, mỏ trên đây à? Anh có mảnh 4 không đổi? Đổi đi anh em đi luôn. Tao 3 mảnh 4 liền. Thế đây đổi, em đổi cho 1 mảnh 6. Không đổi, tao không đổi, Ủa, cu lớn, ra mảnh 6 anh Khôi ạ. Không sao. Đổi rồi đi anh Độ ơi. Bọn em mới có 2 mảnh mà. Tao thiếu. Em nhận phôi anh ơi. Mảnh số mấy? Phôi ụt ịt. Ô kìa. Phôi là cái gì anh? Phôi là cái để ghép đấy. Chỉ vào xem nó là mảnh số mấy. Nó là phôi bản đồ anh ạ. À. Lộ. Chỉ vào xem nó mảnh số mấy. Phôi để ghép bản đồ anh ơi. Đi anh Khôi ơi. Đủ. Đủ chưa? À thế phải có phôi, nữa. Ê. Mày có miếng 4 chưa? Chỗ anh em nhá. Ok. Ok anh cảm ơn nhá. Rồi, mày lấy mảnh 4 không? Không. Đi anh ơi. Đi đường nào lên nhở? Tài ơi đi! Tài! Lên sờ đi! Đi! Đưa anh cái phôi, Anh không bảo em sớm, em vừa mở ra mảnh 6 nữa anh ơi. Cái phôi đâu? Phôi đây anh ơi. Từ nhá. Ơ bây giờ ghép luôn hay là phải đi qua đập đá mới ghép được nhở? Qua đập đá mà các bạn. Đập đá trước. Đi. Anh bảo đập vừa thôi không là bị ấy đấy. Ok nhà ơi xong rồi. Đi. Okay. Ủa, phải ra ngoài kia rửa ấy nhưng mà tôi biết cái chỗ rửa, rồi vừa đi qua thấy mà. Thì bạn anh em lấy xe mới hợp lý quá luôn, tại kiểu đi xa ấy, hết xăng. Để biết tí phải đổ không ấy chứ. Cái xe này
lái tầm tí. Ok, đi chú ơi. Đi chú. Hai anh lấy dọ xong rồi lăn chuột xuống. Khoảng 5 cái gọ đi, đi chú ơi. Mỗi người 2 cái đủ rồi. Sao vẫn còn rất nhiều xe ở đây, chứng tỏ là ui đấy, mình ít phải về 4, đấy 4 xe ở đây cơ mà. Anh đừng chúc, đừng chúc bọn tôi. Đừng 6 năm rồi, thêm cái 4 thôi chú ơi. Mạnh 4 thôi thì mạnh 4 thôi. Cố lên. Đấy, đi đi đi, chạy đi đi đi, chạy ơi. Đây, con đứa này này, con đứa này này. Đây đấy. Thầy có 4 năm rồi đúng không? Rồi. Ok, lên. Đúng rồi đây. Vừa đây. Mọi người dễ dù ấy hay sao ta? Không, mọi người bắt đầu ra đấy, lúc cuối thấy anh Ben không? Cửa như nào nhở? Bấm G vô sao đấy? Ok. Bình tĩnh. Từ từ thôi ạ, à, cho đội khác còn chơi với ạ. Tôi được một mảnh rồi. À, bình tĩnh à. Ok, nhanh thế. Mảnh số 1 rồi nhá. Tôi được mảnh số 1 rồi nhá. Ờ, mảnh 2 luôn rồi này. Cái bịt. Mảnh 2 luôn thôi, rồi. Thôi mình đảo vào chậm đi. Chờ chúng tìm không? Rồi xong. À đi má, full bản đồ. Ủa có kim cương này, đem đi bán đi xong lên chơi tiếp. Mọi người bị kẹt nhảy dù rồi. Ô mà số mấy đấy? Số 2, còn số 3 thôi. Ok. Ui, nó nhìn kim cương nhớ nghề quá. Rồi, xong nhạc ơi, số 3 đây rồi. Có xe tới kìa. Xong. 3 đó hả? Ừ. Mình đi bộ vô được không? Không, ghép đây luôn. Ơ, ừ, thì phải đi vào. Ờ, quên đi, phải ghép nhờ. Ghép đi xem nào. Đưa ghép cho. Bây giờ phải lại chờ từ từ. Ơ, ừ, nhưng mà tôi có cả phôi nữa thì ba cái ghép ở bên đấy, ba cái ghép bên này à? Không, nó là ghép một, nó là như này. Đó là phôi bản đồ rồi, đúng không? Nó chỉ ghép một cái thôi thì, rồi đây, ừ, thì tôi đưa cho ông nhớ. Ừ, đưa hết đi. Nhưng mà cứ ghép linh tinh là ra mà. Ủa, còn cái trong xe nữa. Mình chưa lấy. Ô, mình còn một nhiệm vụ nữa đúng không anh? Đúng rồi, có một nhiệm vụ. Cứ kêu từ 1 tới 6 đã. Ờ, có game 1 đến 6 đi chắc. Mà nó phải có kỷ luật gì đấy. Kiểu 2, 4, 6, xong rồi 1, 3, 5 gì đấy. Một, ba, năm, hai, bốn, sáu chẳng hạn. Đấy. Được không? Đây, đang ghép đây. Nhưng mà kiểu trong ban tổ chức đúng không? Chị có biết là 6 số thì cái xác suất nó như thế nào không? Em không biết ạ. Thế thôi vậy. Để bọn tôi ghép. Từ 1 tới 6 này. Không được. Có 3 mảnh ghép đúng vị trí và 3 cái sai vị trí. Từ 1 đến 6 á. Ừ. Ôi, cái bộ này khó quá. Ê, kẹp nha.
Ok, đưa 4 lấy lát nữa qua đào đá nữa mà. Đào đá mình lại hỗ trợ. Rồi đấy, đi đi đi. Đi chú ơi. Đi, anh Huy. Đưa em 4 5 6 cái. Đem 4 5 6 cái. Đem 5 6. Ê kép đi, Ê kép đi. Xong rồi mà. Đây. Đó. Tiếp. Rồi đi. Tiếp đâu mình được mấy mảng hơn mình đi đồ cái gì nhỉ? Cái gì cơ? Đi. Đổi chứ. Đi đập đá. Vậy nó sẽ được chính xác. Ủa không, sao 4 xe 2 nữa? Từ 1, 4, 3, 2, 5, 6. Tôi nghĩ là số 1, số 3, số 6 đúng. 1, 3, 6 chắc chắn đúng rồi. Ừ, 1, 3, 6 chắc chắn đúng. Giờ mình đảo mấy kia thôi. Số 2 nằm ở giữa thì 1, 3. Vậy là 1, 5, 1, 5, 3. Không, 1, 5, 3, 2, 4 đi. 1, 5, 3, 2, 4, 6 đi. Ờ đúng rồi đấy. Đúng ý rồi. Ừ, 1, 5, 3, 2, 4, 6 thử xem. Ba, hai, bốn, xem bao nhiêu? Một, năm, ba, hai, bốn, sáu. Ta luôn à? Là xe đi. Đúng không? Đúng rồi. Đấy, tôi biết tay mà. Tôi cái này có mật mã nhím ơi. Mật mã là gì? Cho tôi xem với được không? Ui. Nó là cái lột gì chứ mà. Từ cho nhìn này, cho nhìn từ. Ngưng đi. Phải giải tiếp. Đây rồi. Đây này, để đây em, để mình nhìn chung được. Hình như phải sử dụng hay sao á. Ừ, phải sử dụng á. Tiếng xe. Tôi không sử dụng được nhờ. Tắt tiếng xe được. Dạ. Xong lại để mảnh số 4 xong này. Số 4 là số 4 dư ấy, bước kìa. À, lấy cho. Ok. Đâu? Mọi người cứ đi. À, nếu mà đi đến điểm nào nhỏ cho em biết để xem có đúng các bạn chưa. Nhạc ơi, cho tôi xem với. Ủa, trong hộp đồ đây. Có thấy đâu. Ủa? À, cái ảnh này á? Đừng có táp. Ừ, nó là 4 cái ảnh. Bên đang giữ một cái này để con sử dụng được không nữa. À, đây, bây giờ nhá. Ủa, nó là... Bây giờ phải coi cái này trước này Nhím ơi. Nhím tắt tiếng xe đi Nhím. Bấm dây đi. Rồi. Đây bây giờ đưa cái ảnh này cho xem này. Đấy, để nhạc coi hai ảnh kia cái. Đấy, thấy ảnh đó coi, không? Cứ coi hai ảnh kia đi. Mình đi trước 140 vị trí này đi. Nó là... Từ từ. Để chấm cho đây, từ từ. Ê, hoặc là nó có thể là 104 điểm thôi nhạc ạ. Ừ, cứ thôi mình dần xíu mình nghỉ cũng được. Từ từ thôi. Bảy cục. Anh được. Bông Mai ơi, anh đủ rồi nè, Bông Mai ơi. Phục đá như nào? Bông Mai ơi, đi em ơi. Ủa, đập xong rồi mang đi rửa à? Đủ anh ơi. Thế đập bao nhiêu là đủ? Tùy anh thôi anh. Tổ tiên mách bảo bao giờ đủ là đủ anh ạ. Đủ chưa phát này? Đi 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 lên. Đá của mình nhỉ? Ấy da! Mẹ đang chầm màu chờ. Nào. Rửa đây. Một đồng. Một mảnh bản đồ anh bác ơi. Mà số mấy? Một mảnh.
Ngon đấy. Bóng mán, bóng mán, bóng mán. 1-1-1-1-1. Anh chắc bắn số 1, bắn số 1. Thiếu bắn 3 không ơi. 1-1-1-1. Mắn ở đây không ai, mắn ở đây. Em đéo ra cái lồng anh Tú ơi. Số 3 đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi chị ơi. Thiếu 3, thiếu 3. Đúng rồi. Dạ giờ mình đủ rồi thì mình ghép thôi ạ. Ghép rồi à? Vâng ạ. Cười đi anh. Bây giờ nhá. Anh đào xong anh đưa cho em, xong em ra đấy em ra đấy em rửa hay là phải hai người cùng ra? Hắc một người ra rửa cho được rồi. Này mày cầm ra rửa trước đi. Đấy, anh đưa mày 4 cái đấy. Ai ai, đây. Đi rửa luôn đi. Nốt em mày nốt cái này. Thôi đừng tham đi luôn đi. Tiết kiệm thời gian. Rồi. Mày ném hết ra đây cho anh xong rồi mày đào tiếp để anh ra rửa thử mà. Ok anh ơi, để em đập nốt đây. Cứ ấy đi để em đập cho. Ok nhá. Tính vào đón em nhá. Ok, đập đi. Đây anh ơi. Này, đội đỏ định đi đến đâu đấy? Bọn em ra rửa đá. À anh đâu à? Cho em đi chung nhá. Đi chung không? Đi. Anh em đi chung xe. Tình cảm. Đó. Ui, bọn anh nợ em một ân tình mà, trời ơi. Ôi, nếu như không có bọn em thì thực sự là giờ đi bảo anh vẫn đang mò cua đấy Quang ạ. Có là gì đâu anh, trời ơi. Không, ơi, anh ơi, sao đi ra lại tạm dừng công việc nhở? À không sao, à, không tí, sao, lại, sao. Tí quay lại mình nhận được. Đúng, đúng, chỉ sợ là hai ông kia không đập được tiếp thôi. Quá, cua đó khó quá. Em đi, em đi. Khóc ít thôi. Đổ bị xí rồi. Sao bị xí vậy? Đừng ghép, ghép đi, ghép đi. Khóc ít thôi. Bọn em sắp đi rồi anh ơi. Có đứa đánh đổ bị xí hả? Ủa sao sai vị trí vậy? Đưa đưa em ghép thì. Ghép chuẩn, ghép chuẩn. Chú ơi. Chú ơi, anh men ơi có được không đây? Ghép đúng một quả, anh là may mắn của em đấy. Ngày mai đấy. Love you. Được luôn đấy. Love you đấy, không phải nó trâu đấy. Fuck con trâu. Fuck you. Chuyên men. Ừ, anh ghép lại mà. Ủa mảnh 3. Các đội có thể tách nhau ra để đảm bảo sự bí mật này ạ. Ui em được. Anh mà 2 mảnh 3 thì để em xe, lên xe phát đây. Không rồi. Đi đi đi. Trời anh mẹ lâu thế. Ghép chuẩn nha, ghép chuẩn anh Tú ơi. Rồi, hiểu. Ui anh là may mắn của em đấy. Ngày mai đấy. Love you. Love you đấy, không phải con trâu đấy. Fuck con trâu. Fuck you. Lấy xe phát đây, không rồi. Đi tìm chỗ để ở đi. Đi thôi. Đi ra chỗ nào bàn đi ra sau đi sau bàn đi. Ờ, tìm cho có xe đi. Ủa Quang ơi, hai mảnh một. Ê, cho một quả luôn này, anh cho mảnh luôn này, cầm. Đi. Bí mật nhá, bí mật. Ôi, đủ rồi, đi. Quay về đón đồng đội. Đi. Ê, xe nào. Xe này Quang. Ôi. Ui, anh em đỏ đéo chịu được thề. Hai ok, tôi vẫn đang đập tay anh em thề. Thì phải bỏ tay nó rồi đấy. Anh ơi, Tài xong rồi. Tài ơi, xong rồi, Tài ơi. Anh rồi. Xong rồi, Tài ơi, xong rồi. Đứng ở đây. Đứng ở đây em, xong rồi. Đi cho em lấy xe xong anh em xuất phát cùng nhau. Ok, là thế là anh em mình mỗi người một ân tình là xong nhá. Ok nhá, anh em hòa nhá. Anh em hòa nhau nhá. Rồi, ok anh rồi. Tuyệt vời. Đi nhá. Phải làm thế thôi anh rồi. Xong nhanh, rồi đúng anh? Nhanh, xong. Bây giờ ghép mảnh bản đồ nữa là xong. Ơ, ghép xong đưa về đâu nhỉ? Như ghép xong cho chị trên này thôi. Ghép chưa? Đây, anh để em xem chỗ ghép ở đâu nào. Rồi, ra chỗ dâm đứng đi cho mát để anh ghép đã.
đây, mảnh 6 đây anh ơi, anh men đây. Ủa ghép xong làm gì nữa hả à, mày? Anh đưa em mấy mảnh anh thử sử dụng xem. Ờ trong người bạn có bao nhiêu cái phôi người vậy? Sao lại phôi không đủ mảnh ghép đi, bạn có 6 cái phôi. Ok. Cái phôi có chừng là nếu mà trong người hai cái phôi là phải bỏ ra cái nha, có chừng nó ăn vô cái trên đó, cái dưới gì đó. Nó ăn vô một phôi thôi. Ăn phôi đi làm nào để kiểm tra kỹ lại phôi nha. Ba mảnh gách đúng, ba mảnh gách sai. À phải ghép theo thứ tự đúng không anh? Rồi rồi ok rồi anh hiểu vấn đề. Rồi, thành công rồi, đi đưa em đây. Xong chưa? Xong rồi, được rồi. Dự nhau em. Đi 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 đi. Gia Cam ơi. Ơi. À, xác nhận là hai tấm ảnh và hai mật mã đúng không ạ? À, đúng rồi, có hai ảnh và chị hai hai vâng, mật mã. Xin mời các anh tiếp tục. Vâng. Cảm ơn chị. Lên xe, lên xe, lên xe. Bạn đổi đúng hai phát đúng luôn em ạ. Đi 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 đi. Có em đi trước này. Đi ra đi anh ơi. Đâu, bây giờ như nào? Từ từ nhá. Từ từ để anh xem, để anh xem. Bốn cái ảnh này mày ra chỗ nào kín kín đi, mày ra chỗ nào kín kín đi. Anh bật cái này lên thôi, anh đánh dấu bốn cái chỗ đấy thôi, anh đọc lại cho em. Đấy ra ra đứng đứng trên cao cao ấy, đứng hẳn trên này này. Sao đây hả chị? Vâng, chào đội đỏ ạ. Xin mời các anh xem video tại lá cờ. Lộ trình thứ tư, mật mã ụt ịt. Hoàn thành lộ trình thứ ba, thu về cho đội mình tấm bản đồ hoàn chỉnh. Mỗi người chơi sẽ nhận được một tấm ảnh mật mã. Nhiệm vụ của 8 đội chơi là phải thu thập các gợi ý từ những điểm được đánh dấu trên tấm bản đồ. Mỗi điểm đánh dấu sẽ được đặt một chiếc két sắt khóa trái. Trong mỗi két sắt sẽ chứa manh mối giúp đội chơi giải đố. Các thành viên phải sử dụng trí nhớ và sự tinh mắt, khả năng phản xạ để thực hiện nhiệm vụ này, thành công lấy manh mối. Sau khi có đủ 4 manh mối trong tay, hãy sử dụng nó để hóa giải mật mã của chương trình. Lưu ý, đáp án là một câu gồm 4 từ tiếng Việt không dấu. Khi trả nhiệm vụ cho người hướng dẫn, yêu cầu các đội chơi phải đọc đầy đủ dấu chính xác. Chúc đội chơi may mắn. Đáp án là 4 câu tiếng Việt không dấu. Đi 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 đi. Chung là phải nhớ nhá ạ. Rồi rồi rồi, tôi biết cách làm rồi. Có màu ăn đồ lên làm sao mà thấy nhờ? Anh mới nhìn thấy cục đá. Thấy mặc đồ. Tấm vàng. Màu ăn đồ kia như thế thôi. Đá giờ vô. Cục nào mà nó nhìn vô lý nhất á, nó sợ bon ra. Lấy cuốc rồi, lấy cuốc rồi. Leo leo lên im lấy. Cuốc 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 cuốc. À dừng thế. Không sao, ui dạ. Con dao này con đập nhanh lắm. Cố lên, Mocha! Let's go, Pino! Thế
Hello chị. Đội Hồng. Ô. Ờ. Nhờ quá, vâng, hãy xem video ạ. À, ra đây ạ. Lộ trình thứ tư. Mật mã ụt in. Đây, bọn em đổ hết rồi sao anh? Ờ, vâng anh, anh đập đá xong anh rửa đá chưa anh? Xong rồi, bọn em đổ hết bắn rồi. Hết rồi. Ờ, vâng, bây giờ anh sắp xếp lại. Tất thế tầm. Ghép thôi ạ. Ghép 1 2 3 thầy thấy không? Xong rồi. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. Xong rồi. Tao đang chưa biết ghép như nào ấy. Ôi, cố lên bộ ơi. Ghép giống như ngày xưa, ghép giống như ngày xưa, anh đổ ghép, hiểu không thầy? Từ từ để xem. Đi 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 đi. Em thăm cái kia cho thảo. Đi 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 anh. Cố lên đội ơi, cố lên đội ơi, cố lên đội ơi. Yeah. Đi 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 đi. Em xong cái kia cho thảo nhá. Đi các anh ơi, còn dài lắm. Kia đang kẹt lắm nhỉ. Cứ bình tĩnh thôi. À, khó rồi anh. Anh đọc lại em nào. À, đây, hiểu rồi. Đưa đưa vào rồi ấn đổi đổi không anh? Kìa. Anh có mảnh 2 không? À ông không, ông mà đủ rồi. Anh thiếu thiếu à? Thiếu mảnh 2 đúng không? Ừ, thiếu mảnh 2, thiếu mảnh 2. Yo 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 yo. Ui. Đi mẹ mỏi tay quá. Đi. Đi tại xong rồi anh. Ừ. Ngon. Tức là anh hiểu không? Tức là nó có ờ xong rồi như nào nữa nhỉ anh ơi? Ừ. Ừ anh hiểu, anh hiểu. Rồi nào anh? Ừ. Anh hiểu cái đó rồi. Thì em xem thử nó sẽ thông báo như nào ấy. Tự đơn tự. Ok ok. Mình đã nhận được hai bản đồ với cả hai hình ảnh chưa ạ? Đấy. Ok. Có một cái ủa sao có 4 hình ảnh lên hả chị? Vâng vâng đúng rồi ạ. Đấy mình mở ra xong rồi mình đến những cái điểm đấy ạ. Sao không anh? Từ từ, đợi anh đi. Nhớ chia mảnh. Đây, anh đưa cho mày 2 mảnh này, nó là giống nhau. Ok anh ơi. Một mảnh này. Cái dòng kia là cái mật mã cần phải giải đấy. Ừ. Anh loại. Có anh đồ ơi. Em tự hào với anh. Ờ nhầm rồi, đưa lại cho anh một mảnh, đi mẹ. Đưa lại cho anh cái mảnh hình bản đồ ấy. Đến xem nó bảo như nào đó. Bản đồ đây anh ơi. Đây, let's go. Rồi Tài, em xem điểm nào gần nhất em chấm đi. Ok em. Sao bể ơi. Đưa bốn mảnh này chú ơi. Sắp được rồi. Còn một hai cái nữa thôi. Ôi xong rồi, xong xong chú ơi, xong. Xong. Chú ơi xong chú. Ơ mà từ từ chú ơi, mà nó lại ra 4 cái mảnh khác, từ từ để con chụp cho chú xem nha. Ê, nó hai bộ, nó hai bộ. Ra rồi thì mang kết quả cho bên kia. Không, nó ra một câu đố mới. Từ từ nhá, con đưa cho chú xem này. Nó là hai bộ ấy, để con đưa cho chú xem. Rồi đó, xem đi. Ờ, cái này là đưa lại hả chị hay là giải tiếp vậy chị? Giải ạ, đây mình đến những cái điểm mà mình giải xong rồi đúng không ạ? Dạ vâng, ừ. Vâng, mình có cái ảnh đấy thì mình đến những cái điểm đấy thì ạ. Ờ, nó tới 4 điểm thì sao? Dạ vâng, đi cả 4 ạ. Ờ, thế à? Ờ, đi chú ơi, đi cả 4. Dạ vâng. Thế lên xe đi, tính sao chú ơi? Lên xe đi rồi đi nào. Ngay đây cờ chứ. Chị nhận rồi. Đại ơi. Để giúp các anh làm khó hơn nhá. Các anh chậm lại đi, trời tôi ơi, nhanh quá. Kéo ông lấy cái xe, thôi ông mẹ ra điểm, ông ra điểm mới đi. Thôi để cái này tôi lo cho là nhanh nhất. Ok hả? Đúng không? Anh thấy nhanh quá nhưng mà. Thôi, mình nhanh quá, mình đi bộ, kéo tắc ấy.
xong rồi Nhạc ơi. Nhạc xong rồi chưa? Tôi xong cái này rồi. Ok ok xong luôn rồi này. Đi. Anh cứ để cho đội đỏ đi như thế à? Tấm bên cuối đi. Bên cuối là đây. Ok. Cả hai cùng phá à anh? À, thế thì không cần mấy kia, mình để em phá thử trước nhá. Ừ, cứ phá đi. Anh nhớ số cho, mày đọc số anh nhớ cho. Ok. Hai. Ờ, bấm kinh nghiệm em cứ làm đi. Bấm nút nào nhỉ? 22. Ôi sai con mẹ luôn ạ. Lại phát anh ơi, làm lại. Ok ok. Để làm lại phát. Sao? Con mẹ em nhanh quá. Bình tĩnh thôi. Chị ơi, bây giờ em bọn em đoán kết quả được không? Đoán kết quả. Vâng, anh hoàn toàn có thể đoán ạ. Xin mời các anh đoán. Ờ, hành trình vô chi. Ờ, vâng, anh đấy, đi mở đi ạ. Sai rồi ạ. Tại chị nhớ mày có tốt không? Chị nhớ em bình thường anh ạ. Thế như là một người chơi thôi sao ấy? Thế anh mở đi. Mở đi. Anh mở đi. Ờ đi phải, tao vừa xong cái game lú lắm rồi, tài mở đi nhanh lên. Ok thế để em. Hacker người tài. À nhầm người An. Anh ơi, cả hai người cùng mở đều được anh ạ. À ok chị ạ. Ở đi tài, tập trung vào. Em xong một cái anh ơi. Ok, cố lên. Fuck. Một 5 3 2 4 6 thử xem đúng chưa anh? Đây. Xong rồi. Nó có cái ảnh đấy ơi. Ờ rồi. Thế đi họ gì? Đây ạ, mọi người giải xong rồi đấy ạ. Vâng. Vâng. Ờ nó có hai tổ cái ảnh, hai ảnh giống nhau. Vâng, rồi. Hai ảnh giống nhau thì là mình chia cho đồng đội của mình đấy ạ. Ờ ok. Thế giờ mình giải tiếp là mình... điểm đến ạ. Vâng vâng đúng rồi ạ, mình đến những cái điểm okay. Là... trong cốc trong cái ảnh đấy ạ. Đi đấy ơi. Bước tốc. Em lấy một ảnh nhá, hay em lấy hai. Lấy hết cả hai đi, lấy hết cả hai đi, xong mình chơi giải nữa ấy. Từ, tới cái điểm đâu gần nhất này, lấy xe. Giang ơi! Quay đâu? Giang! Cameraman! Ơ! Đi. Đến xe! Cứ đi. Em không chui được rồi. Cứ đi, ra ngoài kia có chỗ đổ xăng. Rồi đi đổ xăng trước này, mày tìm cái điểm gần nhất này, có điểm gần nhất ấy, lên đó trước. Rồi, xong rồi. Xong rồi chị ơi. Xong rồi đúng không ạ? Đây. Có cấp 4. Bức ảnh đấy ạ, mình có thể chia cho đồng đội của mình ạ. Để di chuyển những cái điểm trong này, vô. Anh đưa cho. Lên xe đưa thầy. Chia để làm gì chị nhỉ? Cái gì ạ? Nhăn. Chia sẻ ảnh để làm gì vậy chị? Đấy để cả hai người cùng giải ấy ạ. À?
cả hai người cùng đi đến những cái cùng giải những cái điểm đấy ạ. À, sao đưa không được nhỉ? À đây. Và bây giờ mình phải đến 4 cái điểm này. Đó. Chưa biết nữa, đi. À sao nhờ? Anh đang xem. Đúng rồi nè. Anh làm sai chứ, em không. Đã từ đời nào rồi? 1 3 1 3 153 246 bãi cái cức. Em mọi người giải xong chưa ạ? Rồi. Rồi mọi người ra hai ra 4 ảnh đấy thì mình có thể chia ra đồng đội của mình để di chuyển những cái điểm trong cái ảnh trên bản đồ đấy ạ. Em thề với anh luôn là lúc ra đây là em bảo 153 246 rồi ấy. Đúng vậy. Có đâu? Em chưa kịp giấu. Thôi. Đứng. Giấu cao lên. Trời ơi. Xong rồi Nhạc ơi. Xong rồi này. Ôi xong luôn. Để tôi xem được cái ảnh như thế nào. Như thiếu ảnh đầu rồi đúng không? Ừ tôi thiếu ảnh đầu. Thế ông giải được không? Để ảnh đầu để diễn tả cho. Đâu đứng một chỗ. Tìm một chỗ đứng ấy thôi. Em đứng đây đi. Ê, chào anh em về mẹ, bạch đích thôi anh em mình giải. Không, các anh phải tải ở đây và đọc các bạn cho em. Ok. Cái hình đầu, Nhiếm thiếu hình nào đấy? Hả? À? Nhiếm đang có cái hình nào? Tôi đang có A, B, C, D, E, F, G, H, I này, Z, Z, K, L, nói chung là 3 ảnh cuối. Nó là, nó giống như hình ảnh cuối ấy, nhưng mà nó không có dấu chấm, hiểu không? Cái đúp. Cái đúp ít. Không sao, cái đấy kệ đi, tôi cứ giải mấy cái cuối trước đã. Rồi. Nhưng mà hiểu đúng không? Đọc nãy hiểu rồi. Tôi hiểu, dễ mà. Cái chữ thứ ba là chữ O này. Ừ, đúng rồi đó. Cái gì? Ờ đúng rồi đó. À, mẹ. Cái thứ hai khó quá. Nhớ anh kém quá Quang ơi, đéo chơi được trò này rồi. Mẹ bấm hai lần enter cái hết lượt luôn là quên mẹ mất. Bấm nhanh quá. Fuck. Gần xong rồi. Phát cuối, cố lên!
Đi Quang ơi, xong rồi Quang ơi. Quang ơi. Đi 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 đi, xong 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 xong. Từ từ, từ. Ấm bấm mở cho hết đi. Đây, xong rồi chú ơi. Chuẩn bị bấm cái tiếp theo này. Đây, đưa cái đi chết, đi đi đi. Đấy, đưa hành luôn. Ôi cái này. Ờ cái này chú giải được á. Đi đi đi. Chấm này chấm điểm ở dưới á, chấm điểm ở dưới khó đi hơn. Quay quay quay. Xe rồi còn đi tới nữa, quay quay. Ngôn ngữ ngôn ngữ ngôn ngữ. Anh còn cùng nhau phát hiện chứ. Thôi các anh làm gì đây? À mường tiên này. Nó hơi cũ ấy mà. Lìn với nó. Xong rồi bông mai ơi. Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi. Đưa em đi. Đây 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 cái mảnh ấy vào trong cốc cho em nhá. Xong rồi bố ơi, xong rồi bố ơi. Đi 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 đi, đi em ơi. Đây con vừa xong luôn. Đi 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 đi. Cái chỗ này, cái chỗ này đi. Được kiếm hai mảnh đó đúng không thầy? Gì đấy? Có chỉ, chơi giả xong rồi anh ơi, thoải mái. Ôi. Cho em trả lời được. Để em đi gọi, để em gọi người, để em gọi người. Sao sao là gì đấy? Là gì đấy? Là gì đấy? Nó là anh yêu bứt tóc hay sao? Anh yêu bứt tóc á? Nghe nó không hợp lý lắm. Bứt bứt là T hay C? Bứt mà, bứt mà. T mà. Từ 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 từ. Cái két ở đâu vậy anh trai? Các anh tự tìm chứ sao phải hỏi em đúng không? Ok anh, trời ơi anh trai. Em đấu kỹ rồi. Ồ giấu luôn á. Đây đây đây. Ở đây nè, đây mà. Trời ơi két ngay đây mà. Em đấu kỹ rồi mà nhỉ. Anh giấu rồi buồn cười. Để tiếp chú ơi, sao đâu. Ờ, đáp án phải là hôn cậu liên tục không chị? Không phải à? Cười thế là biết không phải rồi. Không phải ạ, à, nhưng mà... Ôi, anh nghĩ ra được câu hay thế ạ? À? Câu này rất hay chứ không phải ạ. À. Chơi giải xong rồi anh ơi, thoải mái. Ôi, em trả lời được. Cờ đâu? Cờ đâu? Xin kết bạc nữa đây. Ở đâu anh? Cờ đâu? Kết đâu? Để xin kết anh ơi. Xin cái chấm cuối nữa là.
Được anh ơi. Bình tĩnh em ơi. Yeah. Fuck. Xong tài rồi. Này cuối này. Rồi, bố giải đi tài. Xong rồi anh ơi. Đã có 4 bức ảnh chưa? Có rồi anh ơi. À, thế mình sẽ đọc đáp án tại đây sau khi mà giải xong nhé các anh. Ok. Bây giờ các anh sẽ tìm một góc để giải, để tránh lộ đáp án cho các đội khác. Đội cho em mượn cái ảnh đó anh ơi. Ra đây tài. Ủa, ở đây không có ban tổ chức à? Đây nè. Anh gì ơi? Ơ, Vinh Lửa. Ủa, vâng, em cho anh hỏi là ghép thành một dòng chữ nhưng mà phải có ý nghĩa đúng không? Vâng, đúng rồi nè. Đó là những cái đóng kia giải ra rồi sẽ ra được những cái chữ cái này. Em nghĩ là bây giờ sắp xếp những cái chữ cái này lại thôi. Em mới đưa dây nốt đấy. Đây, đây. À, chưa đúng nhá. anh lo cho đội của anh đi, anh về đây. Thật là hơi khoai em ạ. Đấy. Đâu làm sao con xem được giờ? À, tao đưa cho mày 4 ảnh nhá. Tao mày xem qua nhá. Rồi nhá, lấy con vứt cái kia cũ ra này. Vứt đi, nhanh anh đưa cho. Mình phải giải cái này hay sao? Ờ, giải. Chết não cho 4 ảnh này. Nó có một gọi là 4 từ. Đấy. Từ dịch ra. Đấy, đưa này. Đâu. Phải có từ người ta mới có ý được anh ạ. Mình phải ra từ cơ. Anh ra từ gì chưa? Phải ra từ gì. Ờ, được chưa? Nữa này. Là sao? Trong mỗi một cái tấm hình này nó có một chữ cái tiếng Việt hay sao? Ờ, một từ. Rồi, đấy. Phải xem qua đi. Không phải liền. Mà sao biết từ nào được anh nhờ? Thế anh cũng đeo viết nữa. Và còn một cái tấm ảnh nữa người ta đưa cho kìa. Đấy, anh cũng đang... Tôi thắc mắc là mấy cái điểm tròn trầm đấy nó như nào? Thành. Ủa? Mỗi một cái bản đồ như thế này là mình phải giải ra được một từ tiếng Việt. Không giấu. Đúng rồi. Bản giải này. Không gì ném đây, anh giải cho. Nhanh. Sao thầy mới đưa con 3 mảnh rồi nhá. Đây con chọn 4 mảnh. 4 thôi á, đủ 4 mà. Quái cứt nhờ, khoai thế. Có chữ K nhá. Ghép với chữ K. K ở đầu tiên à? Ở đâu anh? Ừ, K ở đầu để mình ghép được một chữ như chữ Y đây. Mà tại sao lại là chữ K? Giải ra được. K. Em chú nữa anh ạ. K khó quá. Khó yêu. The fuck man. Yêu cầu bắt trọ được không anh?
không, nó lại hơi xa rồi. Lúc nãy là nó cũng rồi, cần rồi, sao anh lại đưa xa thế? Ok ok. Mọi người cứ để thì thầm cho nó chắc ăn ạ. Có lẽ là yêu bám tổ chức thôi. Không, bám tổ chức không được, nó chỉ có từ chữ đây thôi. Yêu bám tổ chức. Không. Anh, cả hai anh đọc lại cùng một đáp án cho em vừa. Yêu bám tổ chức. Còn anh đẹp à? Yêu bám tổ chức. À vâng, đáp án của anh được chấp nhận nha. Ui, đi 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 đi. Lấy cơm. Đi 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 đi. Đi anh ơi, hay quá rồi anh ơi. Đi tọa đây ơi. Đi có hoài em ơi, cảm xúc quá lòng. Đi ơi. Đi 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 đi. Con quá, đỉnh quá rồi anh Quy ơi. Chúng tôi đây. À, câu trả lời phải là có ai yêu tôi không không? Có ai yêu anh không thì tôi cũng không biết, nhưng mà đấy không phải là đáp án ạ, nhưng có một từ đã chính xác rồi anh Ben nhá. Chắc là rất nhiều người yêu anh đấy ạ. Đấy, từ đó đã chính xác ạ. Ờ, chắc chữ yêu rồi Bông Mai ơi. Thì đúng mà, em biết là từ thứ hai rồi đấy. Chị ơi. Chị ơi. Chị. Tôi đây. Đáp án có phải là yêu ban tổ chức 3.3 không ạ? Anh gọi cả anh Ben ra đây, hai người đọc đồng thanh với tôi thì tôi sẽ chấp nhận. Anh Ben ơi, em giải sắp ra rồi. Đó, đáp án là để bé bé thôi nhá, đừng là to quá không có được nghe thấy ạ. Các anh đọc lại tôi nghe xem nào. Đợi em tí, đợi em tí. Anh đọc đi ạ. Anh đọc đúng rồi sao anh lại không đọc yêu lại? Yêu ban tổ chức nhưng mà hai từ sau kia em chưa ghép. Yêu ban tổ chức cái gì đấy? Rồi. Anh ghép cái gì đấy? Anh hết đáp án rồi, anh ghép chính xác rồi. Ghép là anh... xong rồi. À xong rồi à? 611 đi ạ. Yêu ban tổ chức. Ok ạ. Ban tổ chức. Ô, đúng anh ơi. Nó bốn từ mà. Đi yêu ban tổ chức. Phải cả lồn. Đúng chưa? Ít anh thì mò ấy. Anh ơi, phải yêu ban tổ chức không anh? Mời đội mình phóng về 611 thật là nhanh ạ. Ui ít dồi. Còn mẹ nó thề. Tài ơi. Trời ơi. Fuck. Fuck gì à? Chỗ ăn cứt con mẹ rồi. Yêu anh. Ui đội đỏ vẫn đang đứng kia kìa. Đội đỏ bí ơi. Đi 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 đi. Đi 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 đi. Hình như đội trắng về trước hay sao ấy. Sao như đội trắng vẫn dưới. Duy trì được hạng 2 anh ơi. Ok, cái đéo gì đây? Đi mẹ sao đâm xe nát mẹ rồi? Ở trước mặt các cậu không thấy à. Bình bình bình. Đuổi anh ơi. Rồi vào đi. Về lại cái cửa sảng của anh. Hả, về lại đâu đấy? Về lại cầu cảng hay sao ấy? Thì em nghĩ là cầu cảng thôi. Điểm cuối mà. Đấy rồi, mình chỉ cần hơn đội đỏ thôi anh ạ. Đội đỏ bây giờ là đối thủ gọi là duy nhất của mình thôi. Quan trọng là mình cách được bao điểm. Anh nghĩ nó chỉ đúng từ yêu thôi. Đấy. Phải nó là tiếng Việt nha chú, nếu mà từ yêu á thì mình bị thiếu nguyên âm quá. À, yêu ban tổ chức. Đúng không? Đúng không? À, hai anh đọc to rõ ràng lại. Yêu ban tổ chức, đáp án yêu ban tổ chức. À, đáp án chính xác. Đi 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 chú ơi, đi đi. Mẹ thế làm đéo có chữ ô đấy à? Làm đéo có chữ hai ô đấy. Hai anh về lại điểm 611. Yeah. Về nhà ta. Về nhất à? Cái gì? Không phải về nhất đúng không? Chúc mừng đội trưởng, đây là đội đầu tiên về đích. Chúc mừng đội trưởng ngày hôm nay. Trời ơi, tuyệt vời, chúc mừng anh. Thật là bất ngờ ạ, đến rất muộn nhưng mà sao lại giải được thế hả? Bé trong tù kìa.
đỉnh, các anh yêu ban tổ chức lắm đúng không ạ? Vâng, đúng rồi, ban tổ chức thật là 10 điểm. Em xúc động quá chị. Vãi lìn thật. Trời ơi, tôi không thể tin được là sau một màn nhảy dù như vậy mà các anh lại là đội về số 1, các anh thật tuyệt vời. Nói lên lời luôn, vui quá. Trời ơi, tôi giấm mắt với các anh, giấm nước mắt. Ôi, đều tin được rồi chưa? Ôi, phải lên ạ. Từ vị trí cho anh nhá. Ok mà. Về đích rồi. Sao vậy chứ? Anh nghĩ mình về thứ 2 đấy. Chứ có mấy nhà 3. Hình như cô 2. Anh nghĩ chắc là về khoảng thứ 3. Ôi, đội đếm về rồi á. Cô đội cháy về rồi á. Ôi, anh em đỉnh vãi lên về. Anh em đỉnh vãi lên đội vàng ơi. Chúng ta công bắt. Anh em đỉnh vãi lên đội vàng ơi. Hôm nay phải viết lên từ sau rồi. Không thể tin nổi, không thể tin nổi. Ờ, chúc mừng đội xanh về thứ 3. Trời ơi, đây là một cuộc bứt tốc của các team là tốc sau ạ. Tôi không thể tin được ạ. Đội trắng về nhất, đội vàng về nhì và đội xanh là đã là đội về đích thứ 3 trong trận đua ngày hôm nay. Xin chúc mừng các đội. Ui, địt mạng nhiều đội về thế. Anh yêu ban tổ chức lắm đúng không ạ? Vãi cả bìu thật. Ồ, chúc mừng đội xanh ra trời, đây là đội về thứ 4 trong trận đua ngày hôm nay. À, kẹt ở chỗ bản đồ nữa, tiếng đồng hồ à. Ồ, cảm ơn chị. Trời ơi, ôi, chương trình của chúng ta thật tuyệt vời. Các anh yêu ban tổ chức lắm đúng không ạ? Hãy cùng nhau đọc lại đáp án cho tôi nghe đúng không ạ? 2, 3. Bọn em 3 thì đọc bài hát yêu cầu. Ôi, yêu ban tổ chức. Bây giờ tôi xin hỏi một chút đấy là cái cảm giác lúc này của đội trắng là như thế nào khi đã về đích ở một chặng đua rất nhiều khó khăn? Thật sự thì tất cả cuộc hành trình tất cả các chặng đua và cuộc hành trình của bọn tôi hôm nay thì tôi có record lại. Nếu như mà anh em nào cần một bài học về sự gọi là kiên trì, không nản chí, không bỏ cuộc thì nên xem cái demo của đội trắng tuần này. Từ một đội mà bọn tôi nhảy dù xuống, chị ạ, nếu mà chị là người ban làm chương trình này thì chị sẽ biết là bọn tôi đã có khó khăn như thế nào để hoàn thành phần thi nhảy dù, cho đến khi mà bọn tôi bứt tốc. Nhưng mà cái lần về nhất lần này thì phải đặc biệt cảm ơn đội vàng, tại vì đội vàng đã quyết định trao đổi cho bọn tôi gọi là hai cái mảnh rất là quý báu, là đổi lấy đúng một mảnh bản đồ, và tôi nghĩ đó là chìa khóa để bọn tôi có thể bứt tốc được về đích, về vị trí thứ 1 ở cuộc thi ngày hôm nay của hành trình vô tri. Và tôi thực sự là tôi đã theo dõi cái quá trình nhảy dù của đội trắng và tôi nghĩ là tại sao lại khó khăn đến như thế, nhưng mà cái lúc mà các anh nói lên được cái đáp án của vòng cuối cùng tôi đã cảm thấy rất là xúc động ạ. Và anh Huy ạ, không biết là ở cái vòng cuối cùng khi mà giải cái mật mã đấy thì anh đã đi theo hướng nào, anh làm sao mà lại giải ra được nhanh như vậy ạ? Ban đầu thì em là chuyên hacker nên em đi bẻ khóa thôi, còn trong quá trình mà bẻ khóa được mặt nào thì đồng đội em sẽ giải từng ký tự mặt đó. Thì lúc mà tụi em giải đi em có cái nản là tụi em đã có kết quả luôn rồi, thì tụi em chỉ việc là ghép cả chi cái lại với nhau thôi. Vâng. Ô, là lúc mà các anh đang tìm mật mã là các anh đã giải luôn rồi ạ? Vâng. Là... Đúng rồi, tụi em đã có ký tự luôn rồi. Cái này là lúc mà ở trên xe thì em nhìn mấy cái ký tự này thì em đã kiểu hòm hòm thấy là ví dụ mà mỗi cái này nó tượng trưng một cái vị trí ở trong mấy cái mảnh bản đồ này. Và lúc mà đến đấy là em chỉ còn thiếu đúng cái mảnh cuối, là thiếu đúng một chữ thôi, là thiếu đúng chữ Y dài. Là từ trên xe là em đã có được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chữ rồi. Chỉ thiếu đúng chữ Y dài là mảnh cuối cùng, là em không biết là chữ nào thôi. Thì là bọn em còn có một cái lợi thế là em giải trên xe, còn đồng đội em thì lái xe. Ở bàn cuối thì đồng đội em giải là em đủ chữ luôn. Thì bọn em có được cái phần bứt tốc như thế. Tuy nhiên là đến cuối thì em cứ tưởng đấy là đáp án cuối cùng, nhưng mà phải sắp xếp lại thành một kiểu câu có 4 chữ cái mà có nghĩa. Thì lúc đầu khi mà lần giải đầu tiên thì em giải ra là yêu cầu hòa ban tổ chức, thì em có nhận được feedback là nó cũng gần nghĩa rồi. Thế là cuối xong rồi đồng đội em giải được là yêu ban tổ chức, thế là bọn em ăn luôn. Tôi thấy rất bất ngờ, thực sự cái khoảnh khắc đấy nó là một khoảnh khắc bùng nổ và sẽ là một cái khoảnh khắc không thể nào quên của đội về nhất trong chặng đua ngày hôm nay ạ. Xin chúc mừng các anh ạ. Vâng. Từ vị trí số 7 đã vươn lên vị trí số 1 ạ. Không thể tin được ạ.
hãy nói một câu gì đấy thể hiện cái cảm xúc của mình hay là một cái slogan gì đấy để tôi ghi lại khoảnh khắc này được không ạ? Mình có câu rồi đó. Thôi, em có câu rồi. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Quá tuyệt vời ạ. Cảm ơn đội trưởng rất là nhiều ạ. Cảm ơn các anh. Ok ạ, em cảm ơn chị. Ok, cảm ơn chị. Yêu ban tổ chức. Đây, cả hai người cùng đọc lại đáp án giúp em với ạ. Yêu ban tổ chức. Vâng, đúng rồi ạ. Trời ơi. Cái đấy thật. Ok, ok. Để sống có một để về đích nha mọi người ơi. Ô, 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 ô. Yêu ban tổ chức. Xin mời hai anh đọc to rõ ràng lên ạ. Yêu ban tổ chức. Vâng, xin chúc mừng hai anh đoàn xuất sắc ạ. Bây giờ đi đâu ạ? À? Đi đâu ạ? À? Bọn em đi đâu ạ? À? Các anh quay về địa điểm 611 ạ. Về 611 anh ơi, về 611. Yêu đương đéo thì ban tổ chức giờ này. Tự sẽ tự đứng nói lộ em. Thằng ra hãng luôn ra mà lỡ không ra hãng rồi. Sai kia đâm ra lâu rồi thôi. Thì thực ra nếu mà có đua, nếu mà anh em giải đúng kia là có khi anh em xong lâu rồi đấy. Còn luôn. Thế là cái số 6 ạ. Tao thử được 3 cái chứ chả, thử 1 cái thì không có gì, thử được 3 cái. Em ôi, mày lên chấm 1. Chào mừng đội tím đã về thứ 5 trong cuộc thi lần này ạ. Trời ơi, đang định đợi mình giải sai, mình bị sai một chữ chứ là cứ bạn yêu yêu bạn rồi. Sao sao sao? Ai tốt 1 đấy. Bạn người ai thứ một đấy thân thì mình về lâu rồi. Ừ thề. Hai chào mọi người nhá. Dễ dở quá. Trời ơi. Bạn là dày nhất rồi. Hả? Đúng bạn dày nhất rồi. Không thấy bạn đâu. Bạn. Đội tôi anh muốn lấy kia. Đội tôi giải mà. Đây người. Ban tổ chức. Yêu ban tổ chức. Mình nói cả đáp án hai người cùng nói đi ạ. Yêu ban tổ chức. Yêu ban tổ chức. Ok, hai anh di chuyển về 611 về đích đi ạ. Ui vãi cả mình. Cảm ơn hai anh nhá. Yêu ban tổ chức. Yêu ban tổ chức. Đấy. Rồi rồi rồi, không phải giải ở đâu. Nào thật. Đây mọi người di chuyển về 611 về đích đi ạ. Đi đó. Đáng lẽ là em nghĩ là kết quả đẹp nhất là mình phải top 2 trận này anh ạ. Ố đỏ đỏ xong rồi kìa. Cân kia một khóa đó xe được xe không nhá, đéo lên được xe ấy, xe nó bị khóa ấy. Đấy em thấy anh bố nó chặn xe đây ôi lốp mất xe kìa hay không hôm nay thì chị ơi kéo cô hút tôi đi rồi. Hồng cũng đi. Hồng đi chậm rồi. Hồng đi chậm rồi. Đâu chưa có xe. Trời không sao. Sao sao còn tai nạn đi sao? Bây giờ đỏ tông nghếu luôn. Đúng đường này. Báo đàm với camera đội đỏ xem đi xe nhau cái báo đàm cái anh ơi. Đang căng thẳng nghe đứng yên một chỗ. Nhanh chết cũng nhanh này. Đây rồi. Chết rồi, đéo chết à. Vai cả mìu thật. Ôi đi nhầm đường. Đây là xuống đường hầm. Chỗ lên mà. Bây giờ đi bên trái, này là mẹ. Ngược chiều. Trái nữa. Vậy là ngang điểm phết đây. Yes sir. Mình nghĩ quá cầu kỳ rồi. Đã về vị trí số 7. Là đội kia một kết quả không thể bất ngờ hơn ạ. Đừng có phong độ. Mà chìa khóa đâu? Tụi béo. Gì? Sao mở xe lâu vậy? Mình có chìa khóa mất xe rồi.
Hello. Ôi, xin chào đội hồng. Ok, anh tưởng bứt phá lắm mà nhở, em tưởng bứt phá mà nhở anh cũng nhở. Bứt phá lắm, vị trí top 8. Vẫn đỉnh, vẫn đỉnh, vẫn đỉnh. Vẫn đỉnh nha, ok nha. Ủa Tú, lúc này làm sao xe bị làm sao đấy? Mất xe anh ạ. Nghe bảo là xe bị lấp vực anh ạ. Ok ạ. Quá hồi nãy là ai chặn xe á. Đến từ đầu mà sao tự nhiên thọt không? Không, tao ra tao chỉ thấy là mày đang đâm cho xe tao nát thôi, để tao đéo đi được thôi. Đéo nữa mày đâm một lúc xong đến lúc tao chạy ra mày mới đi. Bọn em phải đâm ra để bọn em có lối đi. Đúng rồi, mới đâm ra. Ủa, quan trọng là việc nhìn được ra chữ thôi. Nghĩ nhiều thôi, nghĩ ít thôi. Hay thằng Tài á. Tuyệt vời rồi. Có danh hiệu là tuần não được phỏng vấn anh ạ. Đâu rồi? Đội ơi. À cũng đúng ạ, đội xanh dương là chắc là đội duy nhất được phỏng vấn liên tục ạ. Vâng, các đội tưởng gì không chị ơi. À, các đội ơi, chúng ta sẽ phỏng vấn cùng lúc đứng cùng một khung hình ạ. Xin mời ba đội đứng cùng khung hình ạ. Đứng ngang dọc chị. Mẹ sao phải đứng với mấy thằng top dưới này nhỉ? Ủa, em về trước anh ơi. À thế à, ừ, ok, đây đứng vào đấy, đứng vào với nhau đấy. Mới biết cửa hai anh ơi. Thôi anh đừng quay đây, cùng cố cùng anh ơi. À thôi cho anh đứng giữa đi để anh giữa khung hình, anh đang record. Coi chừng anh giống Arsenal đấy. Bọn em là Man City đấy. Mẹ à, mày Man City mặc áo xanh lá cây. Kìa. Xin chào đội vàng, đội xanh lá và đội xanh dương ạ. Thứ tự đọc các đội tên của các đội ngày hôm nay đã thay đổi và tôi cảm thấy khá là mới lạ, khá là vui mừng với cái kết quả bất ngờ này. Tôi xin được hỏi là cảm xúc của đội về nhì ngày hôm nay là như thế nào ạ? Một pha bứt tốc rất là phải gọi là ấn tượng đấy ạ. À tại cổ họng của tôi đang nó đang bị hỏng cho nên là trời. Tôi không nói. Để cho bảy nói đi. Ôi, được rồi, được rồi. Nói thế được rồi bạn ơi. Cảm ơn anh. Vâng ạ. Bất ngờ lắm chị ạ. Nói vừa đủ đó anh ạ. Anh bảy ạ, về anh thấy thế nào ạ? Trong cái bàn bức tốc của đội mình ngày hôm nay ạ. Em thấy anh rất là may mắn và nhiều bất ngờ chị ạ. À, thế thôi ạ, ngắn gọn xúc tích ạ. Vâng. Vâng, thế đội xanh lá ạ. Các anh đã thấy cái phần nào gọi là ấn tượng và tạo nên cái sự bứt phá của anh ạ? À, cái phần mà hack code thì em thấy là cái phần là dễ quá. Nên sau này mà tạo ra cái mấy cái code nó khó hơn xíu. Em làm có 5 giây là xong một code ạ. À, lại là phải khó hơn ạ. Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng ạ. Thế đội xanh dương, phần nào ngày hôm nay đã khiến các anh khó khăn ạ? Mà tôi thấy khó khăn nhất có lẽ là phần cuối. Nhưng mà may quá, tôi rất tự hào về người đồng đội tôi ngày hôm nay. Trong một phút tự nhiên Tài Cây nảy số đúng là phát yêu ban tổ chức. Thế là thôi, bọn tôi về luôn. Ôi, em phải cắn dứt lương tâm khi em đọc ra đáp án đấy chị. Thực ạ. Sự với cả chị là bọn tôi quanh quẩn ở đấy rất lâu. Và lúc ấy sau khi giải bản đồ xong là náo tôi là bị lú hết rồi. Vâng ạ, đôi khi chúng ta chỉ cần tỏa sáng trong một giây phút nào đấy là đã là một cái điểm mang đến sự đột phá rồi ạ. Và đội vàng anh nghĩ thế nào về đội xanh lá ạ? Đội vàng nghĩ thế nào về cái khả năng của đội xanh lá và đây có phải là một đối thủ đáng ngờ với đội vàng hay không ạ? Mà mấy câu đố mà cứ liên quan tới mấy cái trò bấm bấm nút nút với lại cái cơ chế đó tôi nghĩ là cũng căng thẳng đấy. Hình như là anh kia là ngày xưa là chung nghề với tôi hay sao? Cái đó chính xịn lắm. À vâng. Ủa? Anh nghĩ thế thôi ạ? Tôi thấy hơi tại đối thủ đáng gần. Tôi nghĩ là không đâu rồi chị ơi. À không phải là đối thủ đáng ngờ ạ. Thế anh Ben ạ, theo anh thì đội xanh da trời theo anh có phải là một đối thủ và gây cái sự cản trở đến đội xanh lá cây không ạ? À, thật ra thì đội xanh nước biển là cũng là nhanh đấy. Nhưng mà em rút ngắn thời gian bằng mấy cái bấm bấm thì em sẽ có thể là nhanh hơn. Nhưng mà mấy cái giải đố thì bọn em có thể giải lâu hơn một chút. Không của anh nữa. À, riêng anh. Tôi thấy là cái số trước thì anh Ben là anh Bông Mai là một anh muốn đổi đồng đội. Thế đến số này thì anh có còn muốn đổi không hay anh có muốn đổi sang một đội màu khác không hay vẫn tiếp tục với người đồng đội của mình ạ? À, thật ra thì nếu mà giả sử tuần này mà em về nó không hơn thứ năm nữa là chắc là em không muốn đổi đấy. Nhưng mà mặc dù là tuần này bọn em vẫn cấn ở một phần thi nhưng mà về thứ ba nên là thôi không sao chị ạ.
Lần sau em cố gắng hơn. Thứ ba là nhanh là nhảy lên 2 bậc là cũng được rồi đúng không? Được, được rồi nhưng mà tiếp thấy bên đội kia kìa, từ hạng gì tụt xuống hạng 4 kìa. À hình như là theo tổng điểm là mình đang xếp top 1 đấy các bạn xem nhá. Quan trọng kết quả thôi. Quan trọng là tuần cuối. Đúng rồi. Quan trọng kết quả. Còn một tuần cuối cùng ạ. Và tôi vẫn muốn có một cái cảnh nào đấy được nghe lại câu giải đáp ở vòng thi số 4 để kết thúc chương trình ngày hôm nay ạ. Trời trắng đâu nhá. Gọi đội trắng ra chị ơi. Gọi đội trắng ra chị ạ. Tôi về đây. Tôi đi về đó. Vâng, vậy là chúng ta đã kết thúc một hành trình chặng đua rất là nhiều cảm xúc ạ. Tôi đã tưởng là mình đã biết kết quả rồi, nhưng mà thực sự đến cuối cùng, đến giờ phút cuối cùng của chặng đua ngày hôm nay thì kết quả quá là bất ngờ ạ. Các đội chơi ngày hôm nay cũng đã có những sự thay đổi thứ hạng không ngờ đến. Và về đầu tiên trong chặng đua ngày hôm nay là đội trắng, chú voi con Đếp Nguyễn và Huy Huế ạ. Vâng, vâng, đội trắng về đầu đi cay không vui cũng là đúng ạ. Và về thứ hai cũng là một sự bất ngờ khác, đội vàng Killer 7 và top 2 mà. Top 2 ạ. Chú hú bé chú ơi. Vâng, top 2 ạ. Chú chim cùng Killer 7 ạ. Sau đó là về tại vị trí thứ 3 là đội xanh lá AB và bông mai. Vâng, về tại vị trí thứ 4 cũng rất là nhanh ạ, đội xanh dương anh Missy Moi và ZK. Cuối cảng đấy. Vị trí số 5 cũng là một sự nhích top ạ, đội tím thầy Onip và Rambo ạ. Về tại vị trí số 6 là đội Zakam ạ. Yeah. Anh QNT và Lê Khôi về tại vị trí số 7. Về tại vị trí số 7 là đội nào các anh nhỉ? Đội đỏ. Ôi tôi bất ngờ quá, bởi khi tôi đọc đội đỏ sớm quá. Vâng. Tôi cứ tưởng là tôi được đọc đội đỏ rồi nhưng mà không ngờ là ngày hôm nay đội đỏ về tại vị trí thứ 7 ạ. Và cuối cùng là đội 8 luôn luôn giữ vững phong độ ạ. Rất là dễ thương là bé Phát cùng anh Phân Kỳ em ạ. Cảm ơn tất cả các đội. Các đội có thể đọc cái đáp án vòng 4 thật to đúng không ạ? Không. Quên không lại được ạ. Chúng ta phải đọc lại đi chứ ạ. Quên rồi gì chứ ơi. Thế thì đội trắng đọc lại thật to cho tôi nghe đúng không ạ? Yêu ban tổ chức. Yes. Cảm ơn tất cả các anh ạ. Vâng, tất cả các thành viên đi ra đây ạ. Anh Khôi ơi. Có gì phải buồn. Anh Khôi đi bú chị ơi. Không tiếng. Đi bú. Tôi cũng đoán thế ạ. Vâng, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm một cảnh thật là hoành tráng ạ. Hãy đọc to kết quả của vòng thứ tư ạ. Không đọc. Chị em ban tổ chức. Yêu ban tổ chức. Ghét ban tổ chức. Ghét ban tổ chức. Tôi không muốn nói dối. Nói dối là hư. Tôi không muốn cản thức tâm. Tôi cảm giác là tuần nào chúng tôi cũng cố gắng mà chưa nhận được cái tình yêu nó chân thành như nhỉ? Là chúng cho tôi thấy một tình yêu thật là chân thành và đồng nhiệt đi ạ. Yêu ban tổ chức. Hai ba. Yêu ban tổ chức. Có tình yêu bảo vệ làm sao mà chết nhá. Là anh Missy Moi ơi, có chị Petuke nhắn anh gọi đồ ăn ạ. À ừ rồi ok, cảm ơn chị. Cảm ơn ban tổ chức. Ban tổ chức gọi gì ngon ngon về ban đi. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Lớp đau rồi sao đó bà. Về đây. Lại tắt đi. Lấy đâu ra dao đây?
Mình đeo con dao đấy. Dao đâu, thằng nào vừa dùng dao đấy? Mẹ mày. Thằng dùng dao đấy. Mày ăn dùng dao. Mày dùng dao. Mày ăn dùng dao. Mày ăn dùng dao. Mày dùng dao. Ai ạ? Mình dùng dao. Mày dùng dao. Dùng dao. Dùng dao.